nó không có sự phối hợp gì ở đấy. Hôm nay có siêu phẩm báo giả đấy. Bác lên giật à? Ừ, đứng. Bác lên rồi. Ôi. Vừa mới có hẽ. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay sẽ có một siêu phẩm áo khoác mọi người ạ. Xin chào. Xin chào bác Huỳnh Nga. Xin chào bác Nguyên Nguyên nha mọi người ơi, hãy chấm tương tác và chào nhau nào. Xin chào bác Nguyễn Thu nha, một người bác cùng tên. Xin chào bác Sương Sương. Xin chào bác Na Lê. Xin chào bác Dên Nguyễn. Xin lỗi mọi người là hôm nay xin chắc lên hơi có muộn xíu. Cảm ơn bác Lê Harry nha. Xin chào bác Thủy Tít ạ. Xin chào bác Nana Dương. Ôi các bác vào rất là nhanh luôn. Xin chào bác Phạm Trang. Xin chào bác Duyên Gấu, hôm nay sẽ có siêu phẩm áo khoác ạ. Mặc đồ của C-Chat đi tiệc, bác ơi bác comment nó cho em, feedback nó cho em nào. Một khởi đầu mới cho một livestream ngày hôm nay, xin chào tất cả mọi người nhá. Ai cũng khen, cảm ơn bác rất là nhiều luôn ạ. Xin chào bác Diệp Thu Loan ạ, mọi người ơi Linh đang chuẩn bị lên mẫu rồi thì trong đó mình sẽ chào mọi người. Xin chào bác Huế Vũ, những trường hợp em đã chào các bác rồi thì là comment của các bác không có bị ẩn đâu ạ. Xin chào bác Tí Đô, mình nhận được đồ của shop rồi ạ, xuất sắc. Cảm ơn bác Trâm Anh rất là nhiều luôn ạ. À. Hóng mẫu. Hôm nay mẫu mới 426 người rồi mọi người, 443 mọi người ơi. Mọi người hãy lưu ý là tất cả những chương trình livestream là những chương trình bán hàng tri ân. Vì thế điều kiện để mọi người tham gia cái chương trình mua hàng ở trên kênh livestream đó là mọi người hãy chia sẻ livestream này 3 lần mọi người nhá. Ở bất kỳ nơi đâu, trên trang cá nhân hoặc là các hội nhóm mọi người nhá. Nếu yêu thương nhau nhiều hơn thì hãy chia sẻ cho nhau nhiều hơn 3 lần, rất là cảm ơn luôn ạ. À. Có thấy bác Nguyệt Hà, có thấy bác Lê Lém Lỉnh, xin chào bác Dương Ánh, xin chào bác Lê Hà, xin chào bác Trà Trà, 526, 545 một lượt view đang tăng rất là nhanh, Mỹ Linh chuẩn bị lên siêu phẩm mọi người ơi. Bác Thu đỏ mặt. Hello mọi người. Đây nhá, hôm nay Linh sẽ lên một siêu phẩm này. Bác ơi bác buộc tay cho em. Đó, cũng phải nhờ đến nhau thôi. Nào, thôi nhá. Em nghĩ là tình cảm của mình phải bắt đầu đi lên rồi ạ. Mới thế đỏ mặt. Ô, mặt em đánh má hồng mà, bác sao vậy? Có lên kimono bác ơi, hôm nay em lên kimono đen luôn. Mọi người có thấy là một siêu phẩm không ạ? À? Em đang chờ lượt view để em bán mọi người ơi. Em đang chờ lượt view để em bán giá này với giá tương tác mọi người nhá. Một siêu phẩm, một thiết kế độc đáo của chỉ có tại nhà C-Chat mọi người ơi. Cảm ơn bác Trần Nu ạ. À. 700 rồi mọi người ơi, những ai chưa chia sẻ ạ? À? Những ai chưa chia sẻ thì hãy comment cho em là chưa chia sẻ nào mọi người ơi. Những ai chưa chia sẻ mọi người nhá, em muốn mọi người hãy comment là chưa chia sẻ được không ạ? Nếu mà ai chưa chia sẻ, còn những ai chia sẻ rồi thì thôi mình chấm tương tác với nhau cũng được rồi ạ. À. Em chuẩn bị lên giá của em ca một ngày hôm nay mọi người nhá. Đây là áo mọi người ơi, đây là áo chứ không phải là váy, nên không có bị ngắn mọi người nhá. Đây là một em dáng áo giấu quần thiết kế siêu hot của nhà C-Chat, số lượng về lần đầu tiên mọi người nhá. Lại thích áo này thế. Mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ đi nhá. Mọi người chia sẻ tức là lượt tương tác của mọi người càng cao thì em sẽ bán giá càng thấp nha mọi người. Ok mọi người, những ai muốn kiểm tra đơn hàng comment ở đây cho link với cú pháp là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Vậy thì ngày mai các anh chị ở bộ phận telesale sẽ gọi điện cho các bác để kiểm tra lại đơn hàng. Đây nha mọi người. Bây giờ là 715 view. Với cái lượt tương tác như thế này thì chúng ta sẽ bán với giá là bao nhiêu đây? Mọi người ơi, ngày hôm nay áo này em sẽ bán. Áo này là 380.000 mọi người, bác Thanh Khuê chốt luôn. Ca một ngày hôm nay được chốt với giá là 220.000 mọi người nhá. 220.000 ạ. Đó. Bây giờ thì mình sẽ ghim giá của sản phẩm này nhá. 220.000.
20.000. Chất liệu này là lụa Hàn Quốc mọi người nhá. Em lại kẹp đúng rồi mọi người ơi. Đây là một áo liền luôn nhá. Một set áo liền luôn mọi người ạ. 220.000, 380.000 và giá trên livestream ngày hôm nay với những ai đã tương tác là 220.000 mã K1 nhá. Mọi người ơi, áo này nhá, áo này là 380k nhá. Sale còn 220 nha mọi người. Bởi vì sao trên một livestream Linh luôn luôn đưa ra hai mức giá cho mọi người ạ. Để những ai mà chia sẻ thì mua về giá tương tác, còn những ai mà chưa chia sẻ thì sẽ mua về giá không sale nha mọi người. Tức là nếu mà những ai mà chưa chia sẻ sẽ mua về giá 380, còn những ai đã chia sẻ đủ 3 lần cho Linh rồi thì giá của cái áo này chỉ còn là 220 thôi nha mọi người ơi. Đây nhá. K1 này. Giá 380 nhá. 380k. Sale 220 nhá. Sale 220. Em áo này thì không có nhiều đâu mọi người, hàng hôm nay mới về nên cũng chưa sản xuất được nhiều đâu mọi người ạ. Và Linh có lẽ là chỉ chốt khoảng 20-30 người đầu tiên thôi. Mọi người ơi, nên là mọi người nếu mà ai thích mã này thì comment nhanh nhá, không có nhiều đâu mọi người. Cực kỳ xinh luôn. Linh sẽ hướng dẫn mọi người một chút về cách mặc áo nhá. Đây này. Khi mà các bác mặc áo ấy, cài hết hàng quy ở đây vào thì nó sẽ là một cái dáng áo như thế này. Và mọi người cầm hai cái dây này mọi người bắt chéo này. Bắt chéo lại. Đó, bắt chéo bắt chéo. Mọi người đầu tiên cứ kệ nó nhá. Mọi người cứ buộc xong đã rồi chỉnh hai cái tả trên sau. Đây nhá, mọi người buộc, mà có thể buộc cố định đằng sau hoặc cố định đằng trước cũng được. Nhưng mà Linh thì Linh thích buộc đằng trước hơn nha mọi người. Đây nhá, rất là xinh luôn này. Mẫu mã rất là đẹp luôn, với giá là 380k sale chỉ còn 220 thôi nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Linh sẽ chỉ đứng đây chốt khoảng 2 phút thôi, bởi vì hiện tại là comment của các bác đang nảy lên từng giây ấy, mà Linh lại chỉ có 20 cái thôi nha mọi người. Rất là xinh luôn. Cái phần tay này thì mọi người có thể tự buộc nhá. Đây là nó là cái phần dáng buộc nha mọi người. Có thể buộc lỏng hoặc chật tùy ý. Nhưng mà khi mà các bác buộc ấy ạ, nếu mà ai muốn tay bình thường giống Linh được, hoặc có thể kéo ra để nó tạo thành một dáng tay bồng hơn ấy. Đây, có thể tạo thành cái dáng tay bồng hơn như thế này hoặc là như thế này cũng được. Nói chung là tùy các bác, nói chung là cái áo này thì nó mặc được theo sở thích của mọi người luôn. Đây là K1 và giá của nó tại livestream là 220 nhá. Sale từ 380 còn 220. Ai lấy mã này comment K1 kèm số điện thoại. Sau đó mọi người hãy tự chốt đơn hàng cho mình bằng cách nào ạ? Bằng cách đi chia sẻ cái livestream này 3 lần cho Linh nhá. Bởi vì Linh chốt hàng hoàn toàn bằng hệ thống và chỉ chốt cho những người đã đủ lượt tương tác để mua sản phẩm với giá tương tác nha mọi người. Nên hãy nhớ là chia sẻ livestream 3 lần để được chốt đơn nhá. Nếu như mà các bác không chia sẻ, ngày mai các bác gọi cho Linh: Linh ơi, đơn hàng của các bác đã được chốt chưa, đã được gửi đi chưa? Thì khi mà Linh kim vào kiểm tra lại không thấy đơn hàng đâu ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác chưa chia sẻ 3 lần thì làm gì có đơn để mà chốt ạ. Bởi vì các bác đã tự chốt luôn cho mình đâu, đúng không ạ? Mọi người ơi, em nói qua một chút về quyền lợi khách hàng của nhà SeaChat nhá. Quyền lợi của khách hàng nhà SeaChat là gì? Luôn luôn mọi người có hai quyền lợi khi mà mua hàng online ạ. Là thứ nhất, mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhá. Nếu như mà mẫu mã sản phẩm và chất lượng sản phẩm không đẹp, không đúng những gì nói ở đây thì mọi người có thể không nhận hàng luôn nhá. Không nhận hàng luôn, đuổi shipper về luôn nha Linh. Và quyền lợi thứ hai là SeaChat sẽ hỗ trợ giá ship cho mọi người nhá. Hỗ trợ toàn quốc bất kỳ đâu cũng là 30k nhá. Và sẽ free ship cho đơn hàng từ 1,5 triệu trở lên nha mọi người ơi. Chia sẻ 3 nhóm được ạ. Mọi người, Linh không ép buộc mọi người là chia sẻ ở đâu cả. Chỉ cần là mọi người làm đủ tương tác để mua hàng với giá sale. Đấy là quyền lợi của mọi người thôi. Linh chỉ nhắc nhở mọi người một chút về cái quyền lợi để mọi người giành lấy thôi. Bởi vì nếu mà mọi người mà không tương tác với bếp đi ạ, thì comment của mọi người sẽ bị ẩn. Thứ nhất là như thế, và thứ hai là mọi người sẽ không được chốt đơn đâu ạ. Ok mọi người ơi, kiểm tra đơn hàng nhớ comment cho Linh thêm kèm theo số điện thoại nhá. Có sai không bác? Free size mọi người, 65k vẫn vừa mã này cho Linh nhá. Ai lấy mã này comment K1 kèm số điện thoại nha. Cực kỳ xinh luôn. Wow. Mọi người ơi, một cái sản phẩm best seller của nhà SeaChat đúng không ạ? Đó là mã Santo này, mọi người thấy quen không ạ? Mã Santo này lại phối với cả hot trend của năm 2018, đó chính là cái họa tiết da báo này. Nó tạo cho chúng ta một cái áo vừa độc vừa đẹp luôn. Và mọi người, Linh đảm bảo với mọi người nhá, cái mẫu này này chỉ có nhà SeaChat có thôi, chưa hề ở bất kỳ đâu có cả. Và hiện tại là nhà SeaChat có mỗi 30 mẫu thôi. Và không biết là ngày mai sẽ sản xuất thêm bao nhiêu mẫu nữa. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người đang là rất ít những số người trên toàn thể cái công dân Việt Nam này có cái áo này. Và mọi người hãy là những người mua hàng thông thái nhá. Hãy mua những cái sản phẩm mà độc và đẹp, chứ đừng mua những sản phẩm có hàng nghìn mẫu, hàng chục nghìn mẫu ở trên thị trường tràn lan ra rồi đi ra đường động nhau cành cạch. Xong rồi lại hàng loại 1, hàng loại 2, hàng loại 3. Bây giờ ví dụ nhá, mình mặc một cái áo xịn đúng không? Nhưng mà kiểu đôi khi người ta lại không biết là nó có xịn hay không. Đấy, như kiểu là một cái áo hàng Quảng Châu loại 1 ý. Đấy, có hàng Quảng Châu loại 1 thì có loại 2, loại 3, loại 4. Thậm chí là những loại rất là xấu luôn. Nhưng mà khi chúng ta mặc ra đường thì mọi người vẫn không biết là chúng ta mặc hàng gì cả. Nhưng mà mọi người diện cái áo này của SeaChat ra đường nhá,
Ai cũng biết là mọi người đang mặc đồ hiệu giá rẻ của nhà xe chap nhé, đồ thiết kế nha mọi người ơi. Áo này phối với gì được Linh nhỉ? Mọi người ơi, phối với quần short này, quần jean này. Rồi nếu mà các bác mặc váy ấy thì mọi người sơ vin cái phần này, phần ở dưới vào để cái phần ở trên ra thôi. Đấy, nói chung là rất là nhiều cách kết hợp mọi người ơi, không phải floor đâu ạ. Mã này là K1 và giá của nó là 380, sale còn 220 tại livestream này nhá. Mọi người hãy nhớ là chia sẻ 3 lần để mua hàng với giá sale nha. Trời ơi, tôi lấy luôn comment của tôi không hề giảm, không hề giảm, không hề giảm. Hôm nay đúng rồi, hãy là những người đầu tiên sở hữu những thiết kế mới nhất nhá. Hôm nay bác Thu cầm cái áo này lên bước vào cửa. Mọi người ơi, đây là một trong những siêu phẩm, những thiết kế mới nhất mọi người nhá. Vì thế mọi người ơi, hãy là những người sở hữu đầu tiên mọi người ơi. Mình hãy là người ra đường mà tạo nên phong cách đúng không ạ? Chưa ai có nhưng mình đã có mọi người ơi. Đây là một đai liền mọi người nhá. Cái phần đai đen này là phần đai gắn liền với áo mọi người ơi. Siêu phẩm bom tấn, chưa từng có, chưa từng xuất hiện chỉ. Đây là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế mọi người nhá. Nếu thị trường chưa có còn ở thị trường đã có thì thị trường là người làm lại. Chưa một bên nào có mẫu này mọi người nhá. Thiết nhất là người đầu tiên nghĩ ra mẫu này rồi đúng không ạ? Vì thế ông em này comment nhanh mọi người nhá. K1 chốt thêm cho 10 bác nữa em sẽ dừng mẫu này mọi người ơi. Em dừng chốt mọi người ơi. Em sợ là lượng hàng đang quá tải. K1 là siêu phẩm, là thiết kế độc quyền, là thiết kế đi đầu của nhà thiết kế mọi người nhá. Mọi người lưu ý giúp em, K1 là siêu phẩm, là thiết kế đầu tiên của Sinh Chat mọi người nhá. Tất cả những khách hàng đặt hàng ở trên livestream ngày hôm nay là những người đầu tiên sở hữu em này. Mọi người ra đường sẽ là những người đầu tiên mọi người nhá. Hãy là những người đầu tiên sở hữu những thiết kế đầu tiên cực kỳ độc với mức giá vô cùng yêu thương là 220k thôi mọi người ơi. 220k, đây là một set liền mọi người nhá. Một set liền ạ. Đúng rồi, em thấy có một bác rất là tinh ý. Đây có phải là giống cái sản phẩm đen trắng nhà em không? Vâng đúng, đó chính là cái sản phẩm best seller của nhà Linh, là cái mẫu Santo đấy mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay nó phối với mẻ hơn với họa tiết hot trend của năm 2018 nhá. Là họa tiết da beo này nha mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment K1 kèm số điện thoại đi ạ. Mọi người, Linh sẽ để cho mọi người 30 giây cuối cùng nhá. Em cảm ơn các bác. 30 giây cuối cùng để chốt mẫu này ạ. 30 giây nữa thôi nha, 30 giây nữa là qua hàng hết hàng luôn, không còn cái nào để mua nữa. 30 giây cuối cùng mọi người ơi, 25 giây cuối cùng mọi người nhá. 25 giây cuối cùng mọi người ơi, chốt đúng cú pháp giúp em, K1 kèm số điện thoại. Si chất là shop cực kỳ bắt trend mọi người nhá. Thiết kế chủ đạo vẫn là tông màu đen trắng luôn, nhưng luôn luôn bắt trend. Hãy luôn theo hướng xu hướng trend đúng không mọi người ơi, bắt trend thế giới luôn nào. Đấy, 15 giây cuối cùng mọi người ơi, 15 giây cuối cùng em chốt K1. Chỉ chốt cho các khách hàng nào đã chia sẻ mọi người nhá. Hoàn toàn giá tương tác 220.000 là mức giá không hề có, chưa hề có ở trên thị trường mọi người ơi. Mua em này thì hãy tương tác chia sẻ 3 lần cái livestream này mọi người nhá. Bây giờ em sẽ check lượt chia sẻ mọi người ơi. Ngừng chốt K1 nhá. Bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm váy mới toanh luôn. Lại là một thiết kế mới, sau khi mà đăng hình không thì đã cháy hàng rồi. Nhưng em này vừa mới về mọi người nhá. Linh ơi, một váy, một siêu phẩm váy lần đầu tiên mọi người ơi. Siêu phẩm chưa từng xuất hiện bất cứ một livestream nào luôn. Lần đầu tiên luôn. K1 em ngừng chốt mọi người nhá. Em đã hết hàng K1. Mọi người ơi, đã hết hàng K1 mọi người nhá. Và bây giờ nhiệm vụ của mọi người là gì ạ? Mình chấm tương tác đi ạ. Mình chấm tương tác và chuẩn bị sẵn cú pháp là K2 mọi người nhá. K1 em đã hết hàng rồi ạ. Bây giờ em chốt K2 mọi người nhá. Số lượng đơn hàng của K1 hiện tại là hơn 100 sản phẩm rồi mọi người ơi. Quá tải đâu của K1 rồi. Bây giờ em chốt K2 mọi người lưu ý là tất cả những sản phẩm mới nhất của nhà Si Chất thì mọi người phải ưng thì mọi người phải comment nhanh mọi người nhá. Si Chất sẽ ưu tiên những sản phẩm có sẵn cho tất cả những khách hàng nào đã comment theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vì hiện tại Si Chất chốt đơn bằng hệ thống có tình yêu ơi, chốt đơn bằng hệ thống mọi người nhá. Em có thấy cô tí hoa mọi người ơi. Bây giờ là một sản phẩm đi tiệc đây Thủy Sena ơi. Nhưng ai mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi ạ. Em muốn thấy cánh tay của mọi người nào, hãy chuẩn bị sẵn cho em cú pháp là K2. Dự ngày hôm nay là một toàn siêu phẩm bom tấn mọi người nhá. Hôm nay Si Chất sẽ chỉ bán siêu phẩm bom tấn thôi. Mọi người ơi, em nghĩ là mọi người nên cả phím sẵn là K2 kèm số điện thoại ạ. Đây, siêu phẩm, mọi người thấy cái sản phẩm này có quen không ạ? Mọi người ơi, mọi người đã nhìn thấy em này ở trên fanpage rồi đúng không ạ? Sau khi mà đăng hình lên fanpage thì gần như em này đã bị cháy hàng mọi người ạ. Số lượng chốt trên livestream ngày hôm nay cho em mã K2 này với mức giá tương tác
Mặc dù ở trên cửa hàng bán em này với nguyên giá là 390.000 vẫn đang thiếu hàng, nhưng khi hàng về đủ em sẽ bán 20 suất ngày hôm nay cho giá tương tác mọi người nhá. 330.000. 330.000 là mức giá tương tác của em K2 trên livestream ngày hôm nay mọi người nhá. Phú Pháp là K2 có 2 size SM dưới 65kg giúp em mọi người nhá. Đây là một em đi tiệc siêu xinh luôn mọi người ạ. K2 330.000 nhá. Ôi nhìn xinh quá. Mọi người đây là K2 nhá, và sale từ 390 còn 320 duy nhất tại livestream nha mọi người. Ai ưng mã này thì comment cho link theo cú pháp là cái gì ạ? K2 kèm số điện thoại và kèm 3 lần chia sẻ để tự chốt hàng cho mình nha. Mọi người đây là K2 nhá. Đây là K2 mọi người ơi. Xin lỗi một chút là Linh đã dừng chốt K1 rồi ạ. Linh sẽ thay mã nhá. Đây là K2 nha mọi người, đây là K2 và giá 66kg. K2 này, giá là 390 nhá. Sale còn 320 nha mọi người. Mẫu này đi tiệc thì tuyệt vời luôn mọi người ạ. Linh sẽ ghim cái bình luận này vào. Mọi người ơi, lưu ý là mỗi comment của mọi người chỉ comment một lần nhá. Mỗi comment đặt hàng của mọi người chỉ comment một lần để tránh cái trường hợp trùng đơn ý ạ. Rất là xinh luôn, phần tay bồng bềnh công chúa này. Mẫu này cực xinh luôn và mọi người ơi, em nghĩ là cái váy này thì các bác mặc sẽ chắc chắn là đẹp hơn Linh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì vòng eo của Linh hơi bé, còn các bác mặc ý ạ, nó sẽ phồng hơn rất là nhiều, rất là xinh luôn. Mọi người ơi, tại sao luôn nói là thiết kế của nhà Siết Chất mang tính ứng dụng vô cùng cao? Đó là khi mọi người mặc đơn giản em váy suông như thế này thì nó sẽ là một em váy bánh bèo, một em váy đi tiệc. Nhưng khi mình thắt đai da vào thì hoàn toàn thay đổi phong váy mọi người nhé. Với một chiếc đai da thần thánh 150k của Siết, biến đổi phong váy từ điệu đà sang cá tính mọi người nhé. Và bây giờ Linh sẽ show mẫu này cho mọi người đây. K2 em chỉ chốt cho 20 người đầu tiên thôi mọi người nhé. Không có nhiều mọi người ạ. Mọi người ơi, ai mà kiểu hay mua hàng online của Siết Chất thì cũng đều biết rồi, chính là lỡ 1-2 phút thôi là không có hàng để bán được đúng không ạ? Nên là mọi người ơi, hãy là những người biết tận dụng sự may mắn của mình nhá. Nếu mà các bác có đang xem cái mẫu này, đang thấy Linh lên mẫu này và cảm thấy ưng mẫu này rồi thì phải chốt luôn cho Linh với mã là K2 kèm số điện thoại nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bây giờ các bác không chút ạ, chần chừ suy nghĩ 1 phút thôi là đã hết hàng rồi nha mọi người. Nên là hãy thật là nhanh tay nhá. Thật là nhanh tay làm gì? Rất là xinh luôn. Mọi người ơi, 65kg đổ lại nhé. 65kg là cân nặng tối đa vừa mẫu này cho Linh. Có 2 size SM nha mọi người ơi. Mặc cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Và bởi vì sao nữa ạ? Mọi người nhìn cái váy này đi, nó không hề hở hang đúng không ạ? Nhưng mà nó lại rất là nổi bật. Bởi vì sao? Bởi vì yếu tố chất của cái váy này trong kiểu yếu tố chất trong cái váy này nha mọi người ơi. Mọi người nhìn giúp Linh đi ạ. Đây nhá, quay đằng sau này. Phần tay quan này. Mọi người lưu ý nhá. Hôm qua thì Linh vô tình có thấy mà một người bạn của Linh ấy cũng mặc một cái thiết kế giống, nó gần giống cái thiết kế, Linh cũng không biết là có phải nhái không, nhưng mà gần giống cái thiết kế kimono của nhà Siết Chất. Nhưng mà làm sao ạ? Cái phần tay voan này nó như kiểu là ni lông ấy, nó khô ráp rồi, nó không được mềm mịn như thế này đâu mọi người ơi. Nhưng mà cái phần voan của nhà Siết Chất này sờ rất là sướng luôn. Tức là sờ vào phát nó nổi cả da gà luôn ý, bởi vì nó mịn mướt rồi. Sướng. Mọi người ơi, đai da của nhà Siết Chất này, đai da của nhà Siết Chất là hiện tại là đang có duy nhất một bản, tức là sao ạ? Tức là 1.000 cái giống nhau cả, 1.000 cái về độ dài và bề to của cái đai này, bề ngang và chiều dài mọi người ạ. Và hiện tại thì nhà Siết Chất đang bán cái đai mà với cái form chuẩn và chất vải chuẩn như thế thì hiện tại đang rẻ nhất thị trường nha mọi người. Còn những cái đai da mà trên thị trường trôi nổi 70k 80k ấy thì mọi người hãy mua nó về nhá. Mọi người cũng nên mua một cái về để so sánh chất lượng giữa hai cái đai da với nhau nha mọi người ơi. Và bây giờ nhá, là K2, ai lấy K2 comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại. Ai lấy đai da comment là đai da kèm số điện thoại. Còn ai lấy K2 cộng đai da comment là K2 cộng đai da kèm số điện thoại nhá. K2 hiện tại trong livestream ngày hôm nay là 320 nhá. Giá niêm yết là 390 và có đủ size SM nhá mọi người ơi. Cân nặng tối đa để với size M của Linh là 65kg nhá. Tức là các bác tìm mũ và Debon trend cho em hết mẫu này luôn. Là bởi sao nữa? Bởi là cái phần này là phần tay phồng này nên là nó sẽ bóp gọn cái cánh tay của các bác vào rất là nhiều. Rất là xinh luôn đấy nhá. Hoan từ đây này. Mọi người ơi, đai da hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại mọi người nhá. Có thể form dáng giống nhau nhưng hoàn toàn nền chất liệu hoàn toàn khác nhau. Mọi người lưu ý giúp em nhá. Đai da có thể giống nhau về form dáng, các bên có thể là học hỏi nhau, nhưng cái chất liệu thì em đảm bảo là chất liệu của nhà Siết Chất tự lựa vải mọi người nhá. Chất liệu da cao cấp và đảm bảo về độ dày và độ bóng của đai da mọi người nhá. Lưu ý giúp em, đai da 150.000 là một mức giá không thể giảm hơn được nữa mọi người nhá. Đai da của nhà Siết Chất là đai da thiết kế riêng của nhà Siết Chất mọi người ơi. Không quan tâm thị trường có những màu đai Quảng Châu sẽ là loại khác mọi người nhé. Còn đai của nhà em là đai thiết kế by Siết Chất mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người lưu ý giúp Linh nhá, là Linh thì
chỉ chốt hàng 30 giây cuối cùng nữa thôi nhá. Chắc là cho khoảng chục người nữa nên là mọi người ơi, comment thật là nhanh nhá. Comment hết tốc độ đi ạ. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người luôn luôn biết là ở trong cái livestream này của Linh, tức là khi mà qua mẫu là sẽ hết hoàn toàn mẫu rồi, không có đặt được nữa, nên là mọi người hãy tận dụng cái cơ hội của mình nhá. Tận dụng khi mà mọi người đang coi được cái livestream này, đang coi được những lời Linh nói, khi mà Linh lên cái mẫu này ạ, thì hãy tận dụng cái cơ hội của mình. Nếu như mà các bác đã thích cái váy này rồi, để chốt cho Linh với mã là K2 kèm số điện thoại nhé. Không chần chừ, không suy nghĩ được đâu mọi người ạ. Ok, và 30 giây cuối cùng nhá. Mọi người luôn luôn lưu ý cho Linh này. Nhà xin chat đi ạ, luôn luôn đặt cái tiêu chí sản phẩm là chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu ấy ạ. Nên là khi mà mua sản phẩm của nhà xin chat, mọi người thứ nhất là sẽ rất là ưng về cái form dáng này, bởi vì form dáng của nhà xin chat đảm bảo là rất là riêng luôn. Những cái váy mà nhà xin chat thì mọi người ai mà kiểu là khách quen của nhà xin chat ấy ạ, thì ra đường gặp những cái váy nhà xin chat là biết ngay. Những cái form dáng rất là riêng và gì nữa ạ, và là chất lượng của sản phẩm là những cái chất vải cực kỳ đẹp nhá. Ví dụ nhá, là những cái chất của hà này, ví dụ thô hà này, đũi hà rồi len hà này, rất là đẹp luôn. Và mango trơn này, mango sật này, xong rồi đây, von lụa và van sần nữa. Nói chung là những cái chất vải siêu siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Ok, 10 giây cuối cùng để mọi người chốt nhá. Ở đây thì mọi người chỉ cần chốt mã cho em thôi nhá. Còn về size số thì mọi người phải chốt vào ngày mai, khi mà bộ phận tele sale gọi điện cho các bác để chốt đơn một lần nữa nha. 10 giây cuối cùng nha mọi người ơi. 10 giây cuối cùng, không là hết hàng đấy. Bộ siêu phẩm của 10 chiếc nhá. Đây ạ. Hết hàng là không về lại nữa. Đúng rồi. Đây mọi người ơi, bỏ đai ra siêu xinh mọi người nhá. Điểm nhấn của em này đó là phần eo là chun mọi người ạ. Nên là nó có một cái độ nới rất là rộng luôn mọi người ơi. Đó. Đúng không ạ? Em kéo như này mọi người hiểu đúng không? Đây là phần chun đây, phần 2, vòng 2 của mình mà có mập xíu mọi người ơi. Mình hãy mặc form dáng này che toàn bộ nhược điểm phần 2 của mọi người nhá. Đây là một em váy che được toàn bộ nhược điểm vai to và eo to mọi người ơi. Nên là những bác nào mà nhược điểm vai to eo to, hãy comment ngay K2 kèm số điện thoại. Bỏ lỡ em này là vô cùng tiếc mọi người ơi. Sau livestream xin chắc sẽ chốt đơn là 390.000 mọi người nhá. Chỉ với trên livestream giá tương tác là 330.000 mọi người ạ. Xin chắc chỉ bán với giá tương tác ở trên kênh livestream những sản phẩm vô cùng yêu mọi người thấy đúng không ạ? Mỗi một livestream luôn luôn có những điều bất ngờ, luôn luôn có những sản phẩm mới đúng không ạ? Nhìn bác hay cực. Nhìn bác cứ về chín. Bây giờ mọi người ơi, bây giờ lên một siêu phẩm còn đúng 10 chiếc nhá. Siêu phẩm này sẽ chỉ còn đúng 10 chiếc, em chốt cho 10 khách hàng đầu tiên, không có hơn đâu mọi người ạ. 10 chiếc em này. Mọi người ơi, váy đây của Linh là 39 sale còn 352 nha. 330. 330 á? Ừ. Ôi trời ơi. Em lên giá 320 từ lấy từ đầu đến bây giờ thôi. Rồi. Chết mất rồi. Mai mùa 10.000. Ờ đâu. Nào đâu. Không giờ. Đây là bác quy là 330 rồi. No. Mọi người ơi, bây giờ một siêu phẩm này em có đúng 10 chiếc, sẽ dành cho 10 chị đầu tiên. Giá em sẽ công bố ở trên Long An ngày hôm nay là 299k mọi người nhá. Linh mà ra mẫu này mọi người cho mình chuẩn bị sẵn cho em cú pháp là K3 đây ạ. Em cho 10 mã thôi mọi người nhá. Mẫu này em chỉ cho 10 bao thôi là 299k nhá tình yêu. Áo báo cổ tàu chưa về bác như thu ơi, màu đang hết ạ. Em chuẩn bị chốt sang K3 mọi người ơi, có 10 chiếc với giá là 299k. Nguyên giá của em này là 390 nhưng lý do là em sẽ clear mẫu mọi người nhá. 299k. Mọi người ơi, chỉ cần mọi người đã chia sẻ đủ 3 lần và comment theo đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại là mọi người sẽ chốt đơn mọi người nhá. Mọi người hãy đẩy cho em lên 1.000 mắt view ạ. 1.000 mắt em sẽ lên những siêu phẩm với mức giá sập sàn ở trên livestream ngày hôm nay mọi người ơi. Hãy chia sẻ 95 người, mỗi người một lượt chia sẻ thôi là lượt view của mình sẽ tăng lên khoảng 1.000 bây giờ mọi người ơi. Và em, mọi người ơi đừng bắt nền em, đừng bắt nền em, vì sao? Mọi người tốn tiền hơn đồng việc đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ đẹp hơn mỗi ngày đúng không ạ? Hãy đẹp hơn mỗi ngày cùng với Si Chất và cùng với Linh nào mọi người ơi. Mỗi người một lượt chia sẻ giúp em được không ạ? Mình sẽ lên tới 1.000 view để mua những sản phẩm với mức giá sập sàn luôn mọi người nhá. Mọi người ơi, Linh sẽ lên một siêu phẩm mà mọi người cào phím sẵn nhé. Có 10 chiếc mà mọi người nhá. Cào phím sẵn là K3 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Vì mẫu
này đi, nghỉ trước cho 10 người thôi, vì nó còn là 10 cái là sẽ không còn lại nữa nhá. Mẫu này thì mặc được rất là nhiều kiểu nên là các bác không phải lo về cách mặc đâu ạ. Xinh luôn. 299k các tình yêu ơi, 961 người rồi đúng không ạ? Mỗi người một lượt chia sẻ cho em. Mỗi người một lượt chia sẻ là lượt view sẽ lên tới 1000 view bây giờ đúng không ạ? K3 mọi người nhá, link đang mặc là K3. 299k mọi người ơi. Đúng rồi mọi người ơi, chia sẻ vào đâu cũng được các tình yêu nhá. Mọi người chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ vào các hội nhóm ạ. Em có thấy bác Trang Linh một trong những khách hàng vô cùng đáng yêu của Xin Chat ạ. Mọi người ơi, mọi người sẽ để ý điện thoại của mình vào ngày mai nhá. K3 em chốt cho 10 người thôi mọi người nhá. Chốt cho 10 người thôi nha mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ xinh luôn ý. Mà nếu các bác bỏ lỡ mẫu này các bác sẽ không bao giờ sở hữu nó đâu ạ. Bởi vì hàng này khi mà hết thì không về nữa nha mọi người ơi. Ai ưng mẫu này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là phải đi chia sẻ 3 lần thì mới được chốt đơn nha. Nên là Linh sẽ không đọc chốt đơn cho mọi người đâu ạ. Tức là nếu mà ai chia sẻ mà... Em chưa nói hết câu chuyện mà. Mọi người ơi, K3 đã hết hàng rồi nhá. Linh sẽ lên một siêu phẩm K4 gồm 2 chi tiết là một váy và một áo mọi người ơi. K4 là một váy và một áo và em đang cần lượt tương tác của mọi người ạ. Em sẽ bán sản phẩm này với giá tương tác là các tình yêu của em. Mọi người có muốn mua sản phẩm này với giá yêu thương không ạ? Hãy chia sẻ cả livestream này mọi người ơi. Những ai đã chia sẻ thì chấm tương tác, những ai chưa chia sẻ thì hãy comment là chưa chia sẻ giúp em nào. Comment là chưa chia sẻ. Để làm gì vậy đó? Các tình yêu ơi, bây giờ lên một set 2 chi tiết nha mọi người. K4 giá bao nhiêu? K4 em sẽ bán với giá tương tác phụ thuộc vào lực tương tác của mọi người. Em hoàn toàn bán hàng ở trên kênh livestream theo giá tương tác mọi người nhá. Có váy màu trắng, bác ơi chờ em một xíu sẽ có một set siêu hot hôm nay cũng vừa mới về thêm hàng mọi người ơi. K3 chỉ chốt cho 10 bác đầu tiên thôi nhá. K3 em hết hàng rồi mọi người nhá. Mọi người ơi, K4 là một set 2 chi tiết đúng không ạ? Mọi người đã thấy Linh vừa rơi, em vừa rơi đúng không ạ? Một set 2 chi tiết em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây ạ? Phụ thuộc hoàn toàn vào lượt tương tác của mọi người nhá. Nguyên giá của em này là 480.000. 480.000 một set 2 chi tiết mọi người nhá. Em này mặc thì bao xinh luôn rồi ạ. Mọi người ơi, em xin phép là em không thể đọc chốt được của mọi người bởi vì là comment đang nhảy theo từng tích tắc một mọi người ạ. K3 của em là 299 mọi người ơi, nhưng em đã hết hàng rồi. Và bây giờ là em K4 này sẽ chốt là bao nhiêu đây ạ? K4 em bán với giá tương tác mọi người nhá, 480.000 là em giá của em này ở trên cửa hàng ạ. Ok mọi người nhá, sẽ có dần dần thì sẽ đa dạng trong cái sản phẩm để phục vụ các bác nhiều hơn, sắp đổ nợ vì Xin Chat. Mọi người ơi, nếu như mọi người mua quá nhiều rồi thì mọi người hãy vào những cái livestream mình chấm tương tác, mình ủng hộ nhau thì thế là ok rồi đúng không ạ? Và mã nào mình thấy xinh quá thì mình vẫn phải đặt thôi, đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người, 900 người đang xem. K4 này em sẽ bán với mức giá sập sàn mọi người nhá. 480.000 mọi người ơi. Xin Chat đã có những chương trình tri ân chỉ vào những ngày khai trương cơ sở mới và mức giảm giá cao nhất là 20%, nhưng ở trên kênh livestream này em sẽ bán một mức giá chưa từng có mọi người ơi. Một set 2 chi tiết ngày hôm nay em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây? 350.000 mọi người nhá. Mức K4 này 350.000, sau đi trừ cắt xe của Linh là em hoàn toàn không có lợi nhuận. Mọi người ơi, Linh không biết gì về vụ này đâu nhá. Mọi người ơi, K4 350.000 mọi người nhá. Em này ở trên cửa hàng là 480.000 mọi người ơi. Các bác ơi hãy vào đây phá sản với K4 đi ạ. Các tình yêu của em hãy phá sản với mã K4 đây không ạ? Có túi nha mọi người. Đúng rồi bé ba ơi, những người gọi điện là những người sẽ được chốt đơn, mọi người lưu ý giúp em nhá. Bởi vì có rất nhiều comment của các bác sẽ bị ẩn. Sẽ bị ẩn vì các bác không có tương tác. K4 ngày hôm nay em sale từ 480 còn 350.000 mọi người nhá. Áp dụng cho các hàng khách hàng nào đã chia sẻ cái livestream này 3 lần. Không muốn xem đâu, tốn tiền quá. Ôi các bác ơi, con gái mà mình làm đẹp là đầu tư sinh lời có chiều đó. Con gái luôn luôn phải ghi nhớ một điều cho Linh là gì ạ? Là con gái khi mà đẹp thì đi đến đâu cũng sẽ được yêu ái hơn nha mọi người. Có túi nhá mọi người ơi, có túi rất là xinh nhá. Mẫu này là 480 này, một set gồm 2 chi tiết, tức là các bác có thể mặc váy suông hoặc là mặc thành nghiệp cũng được. Và set này thì là 480 sale còn 350 tại livestream này nhá. Ai ưng mã này comment cho Linh theo cú pháp là K4 kèm số điện thoại mọi người ơi. Nếu mà sau cái mẫu này ạ, mọi người lượt tương tác có thể đẩy mắt view lên hơn 1k thì bác Thu sẽ lên áo dạ mọi người nhá. Một con áo dạ siêu phẩm luôn mọi người ơi, và nếu mà đẩy lên 2k thì bác Thu sẽ tặng free một cái cho một bác. Ok mọi người ơi, hiện tại là đang là 839 người xem ạ. Thì mỗi người chỉ cần chia sẻ cho Linh một lần thôi. Mọi người làm sao ạ? Em ra một xíu mọi người ơi, đây là siêu phẩm áo dạ mọi người nhá.
áo dạ này sẽ được lên với mức giá yêu thương cho các tình yêu nào chia sẻ hôm nay của em lên 1k view được không mọi người ơi? Mình muốn mua áo dạ yêu thương thì hãy chia sẻ lên 1k view nhá. Đây em sẽ treo ở thả thính các bác. Đây. Các bác ơi. Đẹp. Đây nhá. Đấy. Đấy, thôi treo đi. Không các bác lại mê quá. Mọi người hiện tại đang là 843 nên mọi người hãy làm sao đi ạ? Hãy cùng đoàn kết chung tay và để chúng ta lên 1k view và sẽ được mua áo dạ với giá siêu yêu cho mọi người. Áo dạ siêu đẹp luôn, em đảm bảo với các bác nhá. Nó đẹp xa man luôn ý. Đây là K4 nha mọi người, 60 kg vừa, mẫu này thoải mái cho Linh nhá. Có 2 size M. Có 2 size M nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện. K4 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Mất thôi, em không đồng ý là quán có ruồi như này đâu, nó đỡ đậu vật lông mày của em. Đây này, nó hiểu luôn rồi. Đi đi. Mọi người ơi, K4 có 2 size SM mọi người nhá. Lên 1k view em sẽ bán siêu vào áo dạ kia mọi người nhá. Với mức giá tương tác. Em luôn bán hàng với giá tương tác ở trên kênh livestream, là một kênh tương tác bán với giá tương tác mọi người nhá. Và lợi nhuận ở trên kênh này là lợi nhuận không cao, nhưng mà với tương tác nên là em sẵn sàng làm với giá tương tác mọi người nhá. Mọi người, đây là K4 và có 2 size SM nhá mọi người. Đây là K4 có 2 size SM nhá. Và giá của nó tại livestream là 350 nhá. Và giá niêm yết tại cửa hàng của nó là 480 đấy các bác ơi. Ai lấy mẫu này comment cho Linh theo cú pháp là K4 kèm số điện thoại nhá. Lên nào, hey! 939 thôi mọi người, cố lên một chút nữa thôi, cố lên một chút nữa. 65kg vẫn mặc vừa cho Linh ạ, đừng nói gì đến 60kg ạ. K4 có L không em? Em không sản xuất L nha mọi người ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là size M của Linh là cân nặng tối đa 65kg đã vừa rồi ạ. Bán áo khoác đi, giờ em mới xem được. Mọi người ơi, áo khoác thì phải lên 1k view Linh mới bán nhá. Lên 1k view Linh mới bán nhá mọi người ơi. Lên 2k view thì tặng vào áo luôn. Tặng áo furry cho một bác luôn. Bác nào chia sẻ nhiều nhất? Mọi người ơi, mọi người, bây giờ là 944 rồi nhá. 944 rồi, các bác đang ở livestream thì tốt nhất là hãy ở yên đây, đừng đi đâu cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu các bác rời đi thì các bác sẽ lỡ một siêu phẩm. Còn bây giờ mọi người hãy chung tay cùng đoàn kết 1k view nào. Ok, 993 rồi ạ, 993, 1k. Và mọi người hãy giữ như này nhá, hãy giữ như này. Bây giờ thì Linh sẽ đi vào thay một set đồ để phối hợp với cả áo giả ở ngoài, nhìn sao cho nó hợp nhá. Và Linh sẽ lên một con giá siêu yêu cho mọi người luôn. Và mọi người ơi, Linh bật mí nhá, là thị trường bán em áo này với giá là 1.1 triệu, 1.3 triệu, 1.2 triệu. Nhưng mà làm sao ạ, nhưng mà nhà Linh, Linh đảm bảo luôn là chỉ nửa giá nhá, nửa giá thị trường thôi, nên mọi người đừng đi đâu cả nhá. Đừng đi đâu cả. À dâu, bây giờ Linh sẽ vào thay một set đồ nhá. Mặc cái gì bây giờ ta? Body, body. Lú khốn mất. Bác Thu ơi, các bạn đang đợi đấy ạ. Bởi vì là 1k từ khoảng 30 giây trước rồi mọi người nhỉ. Ok, em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bây giờ 1k mốt rồi, rất là cảm ơn mọi người luôn. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ thì chắc và cũng đã cùng rất là chung tay mua cái mẫu áo dạ này. Mọi người, đây là K4, em nhắc lại cho mọi người lần cuối bởi vì nó phát phải rời xa mọi người rồi. Nhường nó cho, à nhường chỗ cho một cái siêu phẩm. Siêu phẩm mọi người ạ. Ok mọi người, giữ nguyên view nhá, đừng đi đâu cả. Linh sẽ lên một siêu phẩm áo dạ. Mọi người ơi, các tình yêu ơi, siêu phẩm áo dạ này là một siêu phẩm này sẽ thiết kế 2 lớp mọi người nhá. Em sẽ sâu gần chắc cho mọi người nhìn cái áo dạ này mọi người nhá. Rất nhiều người đã hỏi em áo khoác đúng không ạ? Nhưng lý do vì sao là vì C-Chat bị nợ hàng quá mọi người ơi. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn kỹ chưa ạ? Phần khóa đây ạ. Phần lót đây mọi người ơi. By C-Chat này, by C-Chat đây đúng không ạ? Phần lót lụa siêu yêu, chất dạ cũng siêu mướt luôn mọi người ơi. Tại sao lại có một em áo dạ đẹp như thế này cơ chứ? Quá xinh luôn. Cái này thì Linh sẽ mặc lên mọi người nhá. Giữ nguyên lực view cho em và càng tăng view em sẽ bán với mức giá thật sàn mọi người nhá. Em này ở thị trường có giá là 1.200.000. 1.200.000 nếu như có mẫu này ở trên thị trường. Nhưng ở nhà C-Chat của em sẽ bán với mức giá là bao nhiêu đây ạ? Mọi người ơi, sẽ bán em này với giá là bao nhiêu đây? Hãy giữ nguyên lượt tương tác cho em mọi người nhá. Hãy giữ nguyên mọi người. Em sẽ phải mặc lên mẫu này đây ạ. K5 này em bán với giá là bao nhiêu đây mọi người ơi? Mọi người hãy nhìn đây ạ.
đây là hàng thiết kế của Sichat mọi người nha. Mọi người vẫn biết là những em áo dạ thiết kế thì mức giá của nó phải rơi tầm 1-2 triệu đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay em bán với mức giá luôn luôn là mức giá tương tác mọi người nhá. Hãy lưu ý giúp em mức giá tương tác ngày hôm nay siêu yêu. Em nói giá một phát mọi người, chuẩn bị sẵn cho em K5 nhá. Chuẩn bị sẵn cho em là K5. Những ai chưa chia sẻ hãy chia sẻ mọi người nhá. Em chỉ chốt cho những ai đã chia sẻ cái livestream này thôi ạ. Sẽ chốt cho 20 tình yêu mọi người nhá. Có đủ size SML nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn nhá. Nếu mà những cái thời tiết nào mà kiểu lạnh vừa phải thì mọi người có thể khoác như này thôi. Khoác ở thì nó sẽ tạo ra một cái áo cổ vest các bác ạ. Cổ vest rất là xinh luôn. Và nếu mà hôm nào trời lạnh thì các bác hãy nhớ là cài khuy vào nhá. Mọi người ơi, bây giờ thì bác Thu sẽ bật mí giá bán cho mọi người nhá. Trên thị trường thì mẫu này khoảng rơi vào khoảng 1.2 triệu, 1.3 triệu. Nhưng mà trong livestream ngày hôm nay thì chắc lại bật một giá là. Rồi, cảm ơn 1.100 tình yêu xem ngày hôm nay em áo dạ K5 này. Em bán với giá là 490.000. Mọi người có nghe thấy không? Mọi người có nghe rõ em nói không ạ? 490.000 mọi người ơi. Em chỉ là bán hàng lấy tiền trả công cho Linh thôi. Ok, và lấy lượt tương tác thôi. Em này bán lấy tiền trả lương cho Linh và lấy tiền lấy tương tác nào. K5 490.000 mọi người nhá. Không cần biết thị trường là 1 triệu mốt, 1 triệu 2. Nhưng nhà em chỉ bán là 450.000. Mẫu này dưới 70kg cho em 20 người đầu tiên ạ. Bác ơi, bác còn nói nhầm không ạ? Bác có bị nói nhầm không? Không, bác bán 20 bác đầu tiên 490.000. Bác trả lương cho em xong rồi bác thôi. Bán được 20 người ạ? À? Thì bác sẽ chọn 20 người nào trong số. Mọi người đây là K5 nhá. K5 490 mọi người ơi. Đủ size SML và mọi người lưu ý nhé, để sở hữu em áo dạ này với cái giá siêu em thế thì mọi người hãy nhớ là chia sẻ 5 lần sau khi mà chốt đơn nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bán với giá tương tác cực kỳ là siêu yêu luôn, nên là mọi người phải tương tác nhiều hơn để mua sản phẩm với giá tương tác nhiều như vậy nhá. Đây mặc kiểu người khác. Linh sẽ mặc kiểu khác mọi người nhá. Hôm nào mà trời tiết âm độ ấy, mọi người hãy kéo cao cổ áo lên để mình giữ ấm mọi người ạ. Mọi người ơi, K5 này em nếu như ngoài 20 tình yêu ấy, các tình yêu phải vui lòng chờ hàng giúp em nhá. Sau 20 người đầu tiên là hàng có sẵn thì mọi người hãy chờ hàng mà lại giúp em được không ạ? Ủa, sao nó lại có thể xinh như thế này? Đây mọi người ơi. Mong biết ở đây nóng lắm đúng không? Mọi người ơi, rất siêu đẹp luôn mọi người ạ. Em đảm bảo với mọi người nhá, không có một cái áo 490k mọi người nhá. Em này sẽ chốt vào là 490k. Chắc chắn mẫu này mọi người khi vào bất cứ một cửa hàng thiết kế nào hoặc một thương hiệu thời trang nào đang có ở Hà Nội thì giá của em nó rơi vào tầm 1.1-1.2 triệu mọi người ơi. Nhưng với một em dạ thiết kế hai lớp logo by Sichat của nhà em ngày hôm nay ở trên kênh livestream là một kênh tương tác mọi người nhá. Một kênh tương tác sẽ bán với mức giá tương tác chỉ còn 490.000 mọi người nhá. Lưu ý giúp em 490.000 ạ. Mẫu này dưới 70kg mặc vừa giúp em mọi người ơi. Dưới 70kg mặc vừa giúp em nhá. Hiện tại lượng đơn đang quá tải rồi, em sẽ phải đóng đơn sớm rồi. Mọi người ơi, nếu như mà ấy ạ, cái số lượng mà mọi người đặt đơn ấy có vượt quá là 20 người thì mọi người hãy nhớ là những người đằng sau ấy ạ. Nếu mà muốn mua hàng thì vẫn cứ chốt hàng cho em và đợi mọi người hãy đợi 2 đến 3 hôm thì sẽ có hàng nhá mọi người ơi. Ai lấy mẫu này ạ, comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá. K5 giá thị trường bán là 1.2 triệu, riêng Sichat bán với giá là 550.000 đúng không bác? 490.000. Nhưng mà sale còn tại livestream là 490.000 à? Ừ. Riêng Sichat bán với giá là 550.000 và riêng tại livestream ngày hôm nay mọi người sale xuống với giá là 490.000 em này nhá. Ai không lấy thì thật sự rất là uổng luôn mọi người ơi. Mọi người, khi mà mọi người nghe cái giá đây và mọi người qua màn hình này thì có thể là mọi người thấy chưa sốc lắm. Nhưng mà em đảm bảo với các bác là khi các bác tận tay cầm cái áo này trên tay ạ, mọi người không hiểu tại sao nó lại là 490.000 luôn. Thực sự là chất vải quá là đẹp và quá là dày dặn luôn mọi người nhỉ. Nhìn này, thiết kế ở trong này. Đẹp không ạ? Hoàn toàn là được bo khít viền vào luôn. Đấy, rất là xinh luôn này, ở ngoài này. Cổ da cổ nha mọi người. Em rất là dị ứng với những cái áo dạ cổ nó bập bùng ấy. Bất kỳ một cái loại nào mà có cổ bập bùng là nhìn rất là ghét rồi. Ngứa mắt. Mọi người ơi, đây là 490 nhá. Đây là 490 duy nhất tại livestream ngày hôm nay thôi. Mọi người ơi, 985 người đang xem, 988 người đang xem ơi. Mọi người hãy tận dụng cái sự may mắn của mình ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thực ra là ấy, không phải là hôm nào các bác cũng vào xem livestream của Sichat đúng không? Và không phải là lúc nào mình cũng có thể tách kê cái livestream này được. Và mỗi sản phẩm chỉ lên khoảng 5 đến 10 phút thôi. Và làm sao nữa ạ? Và mọi người hiện tại là đang nhìn thấy Linh lên mẫu này với giá là 490k nha mọi người. Hãy tận dụng cái sự may mắn của mình bằng cách comment mã sản phẩm kèm số điện thoại đặt em này nhá. K5 cộng số điện thoại nha mọi người.
đủ size SML và cân nặng tối đa vừa mẫu này của Linh là 70kg nha mọi người ơi. Mọi người hãy nhớ là đi chia sẻ 3 lần sau mỗi lần comment đặt hàng nhá. Để làm gì ạ? Để chốt đơn cái áo này nha mọi người ơi. Mọi người ơi, bây giờ hãy tập trung đặt hàng đi ạ, tập trung đặt hàng đi ạ. Bác tính sơ sơ 25 người chốt rồi. Em tính sơ sơ. Sơ sơ 50 người rồi. 50 người rồi ạ. Nhưng mà không sao mọi người ơi, mọi người nếu mà mọi người có thể đợi được ý thì mọi người hãy đợi Linh nhá, đợi 2-3 hôm thôi làng về nha mọi người ơi. Mọi người không freestyle nhá, áo dạ ôm form này thì làm sao mà freestyle được ạ. Mọi người Linh đang mặc set và nó có đủ size SML nhá. Cân nặng tối đa vừa size L cho Linh. À có 2 size SM ạ. Có 2 size SM nha mọi người. Có 2 SM, có 2 size SM nhá. Và cân nặng tối đa vừa size M của Linh là 70kg nha mọi người ơi. Ai lấy mã này ý ạ? Comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại. Áo trong còn không bác nhỉ? Áo trong đi mặc này. Áo trong á? Áo trong hết hàng. Áo trong hết hàng mọi người ơi. Chắc là 2-3 hôm nữa thì lấy lên sale cho mọi người ấy. Và sale với giá rất là yêu thôi. Nên là mọi người hãy đợi chờ nhá. 220. Mọi người ơi, em giờ qua em sâu qua cái K6 mọi người nhá. K6 lại là một siêu phẩm mọi người ơi. Ngày hôm nay em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây phụ thuộc vào tất cả các bác mọi người nhá. Em sẽ hoàn toàn bán, nếu như lại lên 1k view sẽ lại bán sập sàn em này mọi người nhá. Em đang chờ đợi lượt view có thể nhiều tăng lên giúp em đây ạ. Em sẽ bán em này với mức giá sập sàn, Linh sẽ qua mẫu mọi người nhá. Em tạm dừng chốt ca, chốt mã dạ mọi người ơi. Em sẽ tạm dừng chốt mã dạ mọi người nhá. Ok, bây giờ sẽ qua mẫu này mọi người nhá. Sẽ qua một set hot hit này, chất liệu mọi người hãy nhìn đây ạ. Chất liệu của nhà thứ nhất thì bao phê luôn các tình yêu ạ. Bây giờ Linh sẽ phải rời xa em yêu này. Bởi vì hết hàng rồi các bác ạ. Nhắc lên xíu. Mọi người ơi, em dừng chốt K5 mọi người nhá. K5 em sẽ nợ đơn nhiều rồi. Cái cuộc đời này tại sao em luôn là con nợ lớn nhất Hà Nội rồi. K6 ngày hôm nay em bán với giá là bao nhiêu đây phụ thuộc vào tất cả các khách hàng của em nhá. Nhà sĩ chất thì luôn đưa ra một sản phẩm mới và khách hàng sẽ là người quyết định. Chị ơi, áo của em hiện tại đã không có hàng ạ. Nhà sĩ chất bán với mức giá tương tác, sĩ chất là người đưa ra sản phẩm và khách hàng là người quyết định mức giá bán mọi người ơi. Vì thế em đang cần cái sự tương tác của mọi người với em được không ạ? Đầm tin in tay ngắn hiện tại vẫn đang hết hàng các tình yêu. Những mẫu hot nhà sĩ chất thì luôn trong tình trạng cháy hàng mọi người ạ. Nên mình ưng thì mình hãy comment ngay mọi người nhá. Giá của em này ngày hôm nay, mọi người ơi, mọi người lưu ý giúp em là cái lượng đơn, lượng comment đang nhảy theo từng giây một mọi người ạ. Từng giây, mỗi một giây là một comment. Nên nếu như để đọc được hết comment của mọi người thì sẽ không có sức để giới thiệu về sản phẩm ấy. Nên em xin phép mọi người là em sẽ không đọc chốt đơn mọi người nhá. Và chỉ cần mọi người tương tác bằng con mắt view ở trên đây và lượt chia sẻ. Em sẽ check lượt chia sẻ một xíu nè. Nên là áo này em sẽ bán theo lượt chia sẻ mọi người nhá. Hiện tại lượt chia sẻ của em đến mã K6 rồi mọi người ơi. Mới là 793 lượt chia sẻ. Gần 1.000 người xem ở đây nhưng các bác chưa chia sẻ giúp em đúng không ạ? Những ai chưa chia sẻ thì hãy comment cho em là được là chưa chia sẻ nào mọi người ơi. Tại sao em không thấy lượt chia sẻ của mọi người ở đây ạ? Bởi vì là các sản phẩm em bán với mức giá vô cùng yêu thương rồi. Nên là em rất muốn mọi người sẽ yêu thương lại bọn em đúng không ạ? Mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần. 900 người mà mỗi người cho em một lượt chia sẻ thôi, nó đã lên tới 1.000 lượt chia sẻ rồi các tình yêu ơi. Váy suông đen trắng, váy đen trắng có yếm đen sẽ là mã K7 mọi người nhá. Em sẽ hot hit sẽ là mã K7. Mọi người ơi, em này sẽ là mã K7 sẽ lên trên livestream ngày hôm nay sẽ là em K7. Đây sẽ là em K7 và bán theo giá tương tác mọi người nhá. Đây nha mọi người, Linh lên mã Tini Taiwan mọi người xem nhá. Em này sẽ được bán với giá bao nhiêu đây tùy thuộc vào độ tương tác của mọi người nha. Liệu mọi người có lên được cho em 1.000 view không ạ? Em quan trọng em muốn xem là mọi người ơi, mình có đoàn kết được để lên được 1.000 view không ạ? Cảm ơn bác cái Kim Na này. Ôi em nhầm rồi. Mọi người ơi, em này là em K6 nhá. K6 này em có đủ size SML. Một thiết kế ôm body, chất liệu là mango trơn phối van, có đủ size SML. Ngày hôm nay em sẽ bán là bao nhiêu? Lên 1.000 view cho em, ok. Mọi người ơi, 1.000 view ngày hôm nay em bán em này với giá là 310.000 không ạ? 310.000 cho em K6 mọi người nhá. 390 và em sale 310.000. Các tình yêu nào đã mua tại cửa hàng vui lòng, mình thương em một xíu mọi người nhá. Đây là một kênh tương tác, vì thế em bán với giá tương tác khi lượt view là 1.000 rồi. Thì em sẽ bán em này với giá là 310.000 mọi người nhá. Có đủ size SML. Mọi người ơi, Linh cao 1m60 nhá. Linh cao 1m60 đây ạ.
rất là xinh luôn nha mọi người. Đây là đầm Tini Taiwan, một sản phẩm cực kỳ hot của nhà Sichat luôn, một trong những em best seller luôn ạ. Đây có thể là gọi là mẫu hot nhất trong tất cả các mẫu Tini luôn. Đây nè mọi người, nên là mọi người đừng bỏ qua mã này khi mà nó được sale nhá. Sale từ 390 xuống còn 301 đúng không ạ? Tức là sale tận 80k lần đây các bác ơi. Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội của mình ạ. Hãy comment vào đây cho link là K6 kèm số điện thoại nhá. K6301 đấy ạ. Comment mã cộng số điện thoại và chia sẻ 3 lần để được chốt hàng nha mọi người ơi. Mọi người ai có cái mã Tini Taiwan này của nhà Linh rồi thì hãy comment vào đây cho cái feedback cho Linh nào. Feedback ấn tượng nào nào mọi người, hãy cho nhà Sichat những cái feedback ấn tượng đi nào. Cho xem mẫu em đang mặc Thu ơi. Mọi người ơi, đây là K6 nhá. K6 390 sale còn 310 tại livestream nha mọi người. Ai thích mẫu này rồi thì comment thật nhanh nhá, bởi vì số lượng không có nhiều đâu ạ. Nhiều lắm cũng chỉ có 30 cái đúng không các bác? Bây giờ thì không comment nhanh nhá, thì những bác sau sẽ comment và trong cái thời gian mà các bác suy nghĩ gì phải cũng đã hết rồi ạ. Comment thật là nhanh nha mọi người ơi. Bây giờ thì Linh biết là mọi người đang bận comment đặt mua hàng rồi, cũng không muốn tương tác với Linh nữa. Cho chị bộ này nhé, K6. Ok, bác Dương Linh ạ. Mọi người ơi, comment nhanh nha, mọi người hãy nhớ là chia sẻ livestream 3 lần để được chốt hàng nhá. Bởi vì Linh chốt hàng hoàn toàn bằng hệ thống ấy ạ, nên là khi mà mọi người không chia sẻ, không đủ lượt tương tác với em thì là comment đặt hàng sẽ bị ẩn. Taiwan mọi người van siêu thích luôn. Mọi người ơi, mọi người Linh là 47kg 1m60 nhá, 47kg 1m60 mặc mẫu này này, cực kỳ xinh luôn, có đủ size sờ ML nha mọi người ơi. Ai ưng mẫu này comment cho Linh theo cú pháp là K6 kèm số điện thoại nhá. Hôm nay có sale sơ mi da rắn không em? Sơ mi da rắn hết mất rồi mọi người ơi. Những cái sản phẩm nào của Linh ý lên một like là chắc chắn là ngày mai, ngày kia sẽ hết. Nên là các bác ơi, nếu như mà các bác thích cái mẫu sản phẩm nào trên like, các bác nhớ là đặt luôn nhá. Đặt luôn và ngay nha mọi người ơi. Mọi người ơi, K6 em chuẩn bị hết hàng rồi. Bây giờ sẽ lên một siêu phẩm mọi người nhá. Mọi người siêu phẩm này 390 sale còn 301 ạ. Hàng chất đẹp lắm, chị mua rồi. Cảm ơn các bác nha. Trời ơi, Linh ơi đừng có hờn Sichat nha. Bây giờ một siêu phẩm K7 các tình yêu ơi. Có ai còn nhớ, còn nhìn em chất nhung mọi người ơi. Chất liệu nhung siêu đẹp luôn. Tại sao lại có một chiếc váy lại đẹp đến cỡ này mà lại bán với giá yêu thương. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên mẫu này mọi người nhá. Tất cả các chị em của team mập ú nào hãy vào với Sichat. Mọi người ơi, mẫu này thì gầy béo bất chấp luôn mọi người ơi, mặc bao xinh nhá. Em này sẽ là em K7, K6 lại xét hàng rồi. Bây giờ Linh sẽ qua mẫu mọi người ơi, mình dừng chốt K6, mình chốt K7 cho em nhá. Cảm ơn Thiện Mỹ nha. Bây giờ em sẽ lên K7 mọi người nhá. Linh lên K7. Hay lên cái này trước. Thấy mình hàng trước nhá. Cái nào cũng đẹp hết đấy. Các bác ơi, cái nào cũng đẹp hết ạ. Mọi người ơi, Linh sẽ lên cái này trước nữa, bởi vì là bác Thu giới thiệu cái này rồi. Nên là Linh sẽ lên cái này trước mọi người ơi. Mọi người ai thích mã này thì cào phím sẵn đi ạ. Hôm nay thì em nó sẽ được bán với giá là 299k. 399 ạ. 399k nha mọi người ơi. Nguyên giá là 520, sale còn 399k tại ngày hôm nay nhá. Trong cái mùa đông lạnh giá ạ, các bác mặc một cái em áo này thôi là đã đủ ấm cho Linh rồi nha. Ai không comment là K7 kèm điện thoại luôn nhá, không phải đợi Linh lên mã đâu. Đen trắng em xin lỗi mọi người, đen trắng em sẽ lên là mẫu K8 mọi người nhá. Bây giờ em sẽ lên K7 em cho 10 người thôi nhá. Béo lùn đều mặc được, đúng rồi bác Anna Moon ơi. Riêng với siêu phẩm nhung, siêu phẩm chất liệu nhung này thì mẫu này bất chấp béo gầy nhá các tình yêu. Mẫu này thì thời tiết này mọi người mặc rất là ok rồi đó. Váy trắng là K8 mọi người ơi, hãy chờ em K8 sẽ lên nhá. Áo đen trắng sẽ là K8 ạ. K7 520.000 mọi người nhá. Trên livestream ngày hôm nay em sale còn 399.000 ạ. Bởi vì là trên cái nền chất liệu nhung mọi người biết chất liệu nhung thì rất là đắt đúng không ạ? Đúng rồi mọi người ơi, chất nhung nhá mọi người ơi. Chất nhung kimono sẽ là K9 mọi người nhá. Mọi người hãy lán lại ạ. Mọi người ơi, mọi người chấm tương tác hoặc là mọi người hãy comment những cái ý kiến của mọi người nha. Em sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến ạ.
Em cảm ơn chị Duyên mọi người ơi. Đúng rồi, tất cả cái tình yêu nào mà đã mua đồ nhà em rồi ấy, nếu cứ mọi người mà được bạn bè hỏi than ấy, thì mọi người hãy giới thiệu qua Si Chat Closy mọi người nhá. Luôn luôn là có đầy đủ phong cách cho mọi người đúng không ạ? Bất cứ một độ tuổi nào, bất cứ một form người nào, hãy đến với Si Chat sẽ luôn có những sản phẩm thỏa mãn được tất cả những form dáng đó mọi người nhá. Bộ trên kênh hiện tại thì mình đang mọi người nhìn Hà khá tên kia chỉ là mặt sau thôi ạ. Không trả lời. Mọi người ơi, có rất nhiều comment, xin phép là những cái comment nào mà em không có nhận được thì mọi người thông cảm, bởi vì là em không có đọc được hết mọi người á. Một giây một comment mọi người ơi, một giây một comment sẽ hiện lên đúng không ạ? Mọi người ơi, siêu phẩm mọi người ạ. Một siêu phẩm, chất siêu đẹp. Chắc chẳng có tâm, mắt không yêu em nữa rồi. Để cho người khác yêu em. Luôn có những người sẵn sàng yêu em. Chờ em, đợi em. Chúng ta không thuộc về nhau. Hơn cả thế giới. Trông một đứa thì long lanh, một đứa thì như một con điên. Về nhà đi làm, về nhà ăn cơm xong vội vã. Đừng có dìm hàng, đừng có livestream ai người đó đẹp. Mọi người ơi, đây là mã K7. Và giá của nó là 399k tại livestream. Giá bình thường của nó là 520. Nếu như mà các bác nào mà không muốn mua về giá sale thì có thể mua về giá bình thường tại cửa hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì giá trên livestream không có áp dụng tại cửa hàng. Mọi người hiện tại xin chắc là có hai cơ sở nhá. Một là số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư đây là cơ sở hiện tại mà Linh đang đứng. Còn cơ sở tiếp theo là cơ sở số 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng nhá. Và hiện tại là bác Thu sắp sửa lại cơ sở 1 rồi, rất là đẹp nha mọi người ơi. Mọi người hãy chờ đón nhá. Và em nghĩ là sửa quán xong lại phải khai trương, lại sale chiên cho mọi người tiếp. Mọi người hiện tại bác Thu cũng đang tìm mặt bằng để ở Cầu Giấy để mở thêm cơ sở 3. Đây là nếu mà bác nào có cho thuê mặt bằng thì múc cho bác Thu nha mọi người. Ok mọi người, đây là K7 nhá. Đây là K7 và giá bán của nó tại livestream là 399k. Giá niêm yết tại cửa hàng là 520. Mọi người lưu ý là những cái giá chiên, giá tương tác thì Linh chỉ áp dụng ở trên livestream thôi. Nên là các bác hãy tận dụng cái sự may mắn của mình khi mà đã mất công săn like, dình like rồi. Mà thấy mẫu này thì hãy comment cho Linh theo cú pháp là K7 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. K7 nha mọi người, 65kg vẫn vừa, mẫu này bình thường cho Linh nhá. 70kg vẫn vừa luôn nha mọi người. Trời ơi, em chỉ quên tí thôi, bắt sao mang em vậy. Đây nha mọi người ơi, nếu mà chúng ta không thích mặc cái váy cổ điển này nữa ạ. Kiểu cổ truyền này nữa ạ. Cứ coi là như thế đi ha. Thì các bác mà kiểu như là bằng tuổi Linh hay là kiểu trẻ trẻ tin tin như em thì có thể mặc cái kiểu thứ hai, đó chính là cái kiểu cởi khuy ra và kéo lệch vai nha mọi người. Em biết rồi mà. Em biết là nó có túi mà. Sẽ có hôm. Sẽ có hôm. Sẽ có lần ngày em làm được bác Thu ạ. Chị ơi, nếu chị lấy đai ra thì comment giúp em cú pháp là đai ra kèm số điện thoại mọi người nhá. Đai ra kèm số điện thoại nhá. Em đi tìm siêu phẩm khác đây. Cuộc đời này chỉ là đi tìm siêu phẩm. Chị tìm hàng để bán sale. Đây nhá, nếu mà mọi người không thích mặc cái dáng áo đấy nữa thì mọi người có thể bẻ cổ và kéo ra cái dáng áo trễ vai để cho Linh nhá. Linh thì rất hay là kéo sơ mi ra bẻ cổ để nó trễ vai. Bởi vì sao? Bởi vì Linh là những người trẻ và Linh chọn những cái phong cách trẻ nhá. Nếu mà có bác nào cũng muốn trẻ như Linh thì hãy sử dụng cái cách mặc này nhá mọi người. Chỉ cần bẻ cổ ra thì nó sẽ trở thành một cái chiếc sơ mi lệch vai nha mọi người ơi. Ai ưng mã này thì comment cho Linh theo cú pháp là K7 kèm số điện thoại nhá. Và những bác nào đã lớn tuổi rồi không thích cái sự sexy một chút thì các bác có thể mặc cái dáng bình thường cho Linh nha. Mọi người ơi, hiện tại thì các anh chị ở bộ phận check inbox của nhà Si Chat đã về hết rồi. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy đợi đến 9 giờ sáng ngày mai nhá. Thì sẽ có người check inbox của các bác ạ. Mọi người hãy inbox vào cái khung giờ buổi sáng đấy. Thì khi mà các anh chị đến thì các anh chị sẽ thấy comment inbox của các bác luôn. Vậy thì mọi người hãy check sớm nha mọi người ơi. Đây là K7 nha mọi người, giá 520, sale còn 399 tại livestream nhá. Ai ưng mã này comment cho Linh nha. Cú pháp là K7 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn. Mặc sáng suông cũng xinh này. Ấy.
Mọi người ơi, áo khoác vạt da hôm nay có sale không bác? Không mọi người ạ. Hôm nay không lên áo khoác vạt da nhá. Linh ơi thấy mình không, em có thấy ạ. Mọi người ơi, áo này là 520, sale còn 399 nhá. Ai lấy mã này comment K7 kèm số điện thoại giúp Linh nhá. Áo khoác vắt đai xem Linh. Linh không hiểu ạ. Áo khoác vạt da. Áo khoác vạt da. Hôm nay Linh không có lên mọi người ạ, hết hàng mất rồi. Mọi người ơi, ai lấy đai da comment Linh đai da kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, inbox thì mọi người hãy đợi ngày mai nhá. Ngày mai sau 9 giờ sẽ có người check ạ. Và mọi người hãy ấn gửi vào sáng ngày mai thì khi mà các anh chị đến thì sẽ thấy inbox của các bạn đầu tiên. Có lên kimono không Linh ơi? Có kimono mọi người, kimono là K9. Bây giờ sẽ lên set đen trắng mọi người nhá. Linh qua mẫu mọi người ơi. Qua mẫu. Mọi người ơi, Linh sẽ qua mẫu đen trắng mọi người nhá. Mọi người giữ lượt tương tác cho em mọi người ơi, vì em đã nói là em bán hàng theo giá tương tác mọi người ạ. Bây giờ sẽ lên một set đen trắng, mọi người hãy giữ lượt tương tác mọi người nhá. Mọi người hãy tương tác nào, em muốn nhìn thấy cánh tay của mọi người. Mọi người đang ở trong livestream này, mọi người hãy để cho em xem cánh tay của mọi người ở đâu ạ. K8 em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây mọi người ơi? Nguyên set K8 là 450.000. Nhưng ngày hôm nay K8 em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây ạ? K8 giá bao nhiêu? K8 là 450.000. Nhưng ngày hôm nay em bán với giá là bao nhiêu đây mọi người ơi? Các tình yêu của em ơi, bao bình sơn quả mắc lê kim chi. Mẫu beo vừa rồi là em xe từ năm 20 còn 399 bác ạ. Bao giờ có vặt ra? Hạnh Nguyễn ơi chắc là phải khoảng tầm một tuần nữa, bởi vì em đấy thực sự là nợ đơn quá nhiều luôn ạ. Áo beo em xe còn 399 mọi người ơi. Chất liệu nhung dày dặn nhá. Nhung Hàn Quốc cao cấp mọi người ơi. Chất liệu bao xinh luôn mọi người ơi. K8 mọi người chuẩn bị sẵn cho em cú hoa là K8 đi mọi người nhá. Hãy chuẩn bị sẵn cú hoa là K8 mọi người ơi. Cuối live trên này em sẽ sale giày mọi người nhá. Cuối này là em sẽ sale một vài mã giày nhá. Nhưng mà lượng ngày hôm nay em sale K8 với lượt tương tác là gần 800, tình yêu 750 ạ. K8 sale còn 299k. Em này là set rồi mọi người nhá. Mọi người có thể mặc được hai kiểu. 299k có size SML dưới 70kg giúp em. Các tình yêu ơi, mã này là mã chờ hàng đúng không ạ? Mã này em cho 20 tình yêu thôi nhá. 20 khách hàng comment nhanh nhất giúp em nào. K8 kèm số điện thoại. Và mọi người nhớ là đừng quên chia sẻ mọi vấn đề về size số, bên em sẽ chốt đơn và tư vấn size với mọi người vào ngày mai nhá. Ôi được rồi, bác ơi, hình như nhá là nó lộ đấy. Áo đỏ. Áo vật ra nhanh nha chị Dung. Ok mọi người nhá, bởi vì những cái mã hot quá là nó bị cái mã đấy làm rất là lâu mọi người ạ. Em viền ra thực sự là để sản xuất rất là lâu luôn ạ. Sơ mi lên mã đầu tiên siêu hot rồi Mai anh ơi. Mọi người ơi, em muốn thấy cánh tay của mọi người chốt K8 nào. Chất này không nhăn mọi người nhá. Chất thô Hàn Quốc mặc bao mát luôn mọi người ơi. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Trời ơi, hình như là mắc là các bác thích tất cả các mẫu hay sao ấy. Mọi người ơi, Linh không có dơ lại một sản phẩm nào hai lần trên một livestream cả nha các bác. Nên là mỗi khi mà mặc sản phẩm ấy thì Linh sẽ luôn luôn cố gắng là đứng ở đây lâu nhất cho các bác có. Cái này mình tháo rồi mọi người ơi, cái này là một set 2 chi tiết mọi người nhá. K8 mình có thể mặc thành váy không mọi người ạ? Cởi hẳn ra. Đó. Cái thiết kế đầu tiên mà thiết kế mẫu mà Linh có lên ở buổi live trước ấy, thì nó là liền mọi người ạ. Nhưng mà để
để luôn những sản phẩm của nhà CZ luôn có tính ứng dụng cao. CZ đã thiết kế lại em này và làm một set 2 chi tiết mọi người ơi. 299k cho một set 2 chi tiết, thực sự là mọi người biết là để tiền công mua vải và tiền may của một cái áo là bao nhiêu tiền đúng không ạ? 299.000 đảm bảo mọi người không thể tìm được ở đâu em này thiết kế by CZ với mức giá này đâu ạ. K8 mọi người nhá, em chốt thêm cho 10 người nữa thôi nhá. Mọi người ơi, chốt hàng nhanh lên không là hết đấy. Size, mọi người ơi, cách chiều dài của váy nó chỉ khác nhau về bề ngang mọi người nhá. Khác nhau về bề ngang và chiều vai thôi, còn dài váy của 3 size SML sẽ là như nhau. Mẫu này 70kg mặc vừa giúp em mọi người nhá. SML, cái tình yêu ơi, SML. Mọi người ơi, nếu mà ai muốn kiểm tra đơn hàng thì comment cho link thông của Pháp kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại cho mọi người. K8 mọi người đếm ngược 10 người được chốt đi ạ. Bởi vì thực ra là cũng không có nhiều ấy, nên là em phải chốt giới hạn thôi nha mọi người ơi. Mọi người, siêu phẩm tiếp theo Ellen sẽ là một siêu phẩm kimono nhá. Ai ưng mã kimono không ạ? Kimono của nhà chị chắc thì quá là hot rồi mọi người ơi. Nếu mà là khách hàng thân thuộc của nhà chị chắc thì hầu như ai cũng phải có một cái ạ. Vậy sao đi em? Có túi mọi người ơi, siêu phẩm này có túi mọi người nhá. Có túi thì mọi người có thể để cả cao su. K8 size L mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là comment mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng link nhá. Mai phúc bởi inbox em đấy. Ok bác ơi. Đặt khoảng 5 cái rồi. 5 cái trong một live stream ấy ạ? Wow. Vải đẹp lắm, em ở Hồn Thích mà vẫn mò không mua. Ui vải siêu đẹp luôn các bác ơi, vì nhà thì chắc rất là chú trọng trong cái việc mà chọn được chất vải ấy. Mọi người ơi, mọi người đừng chốt cho em là chị lấy cái đó nhá. Chị sâu lông Thúy Nga ơi, hãy chốt cho em là K8 kèm số điện thoại chị nhá. K8, cái này tháo đai thành sơ mi trắng bình thường ạ. Mình gửi bạn xem hàng kiểm tra nhé. Là sao ạ? Mình cũng không có hiểu nữa. K8 không bán rời à? Có bán rời mọi người. Mua váy tặng yếm, mua yếm tặng váy hả? Và giá là bao nhiêu ạ? 299k. Từ lễ rơi lại biết váy giá của nó đâu. Mọi người ơi, ai chốt thì chốt nhanh nhá. Linh sẽ dành cho mọi người 30 giây cuối cùng để chốt hàng nha mọi người ơi. Em muốn dìm cả thế giới ơi, em muốn dìm bác Thu cả bác Quân cơ. Mọi người, bác Quân đang ngủ, hếch mũi lên. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm K9 mọi người nhá. K9 là một em siêu phẩm. Mọi người ơi, có ai muốn chốt em này không ạ? Nếu mọi người muốn chốt em này thì mọi người hãy chấm đi ạ. Có ai muốn chốt em này với giá yêu thương không? Các tình yêu của em ở đâu rồi? Mọi người ơi, nếu mọi người muốn chốt em này, mọi người hãy chấm cho em nào. Em muốn thấy mọi người thấy cánh tay của mọi người để lên K9 nào. Em muốn thấy cánh tay của mọi người để lên K9 nào. Các tình yêu của em ơi, các trái tim của tình yêu của em đâu hết rồi? Các bác kể cho xoáy cơ. Bác Triệu Ngọc Phương ơi, bác hãy inbox cho shop nha. Trường hợp của bác comment có thể bị ẩn rồi. Mọi người ơi, siêu phẩm. Mọi người, Linh sẽ lên chat để nha. Ok, Linh bắt đầu thấy những dấu chấm của mọi người rồi. Và Linh sẽ bắt đầu lên cái mã đấy nha. Số nhiều tim cơ. Mặc lại cái đi, mặc lại cái đi. Thế mọi người cuối cùng rồi mà ba. Mọi người ơi, Linh sẽ lên một siêu phẩm nhá. Mọi người giữ được tương tác của em nhá. Mọi người ơi, vấn đề về size số thì ngày mai mọi người hãy chốt lại với nhân viên của C-Chat nhá. Mọi người hãy cho nhân viên xin chiều cao và cân nặng để các bạn sẽ lựa size phù hợp với mọi người nhá. Em có thấy bác Ngọc Ánh, có thấy bác Hương Triệu, có thấy bác mọi người chấm tương tác nào. Sunny này, có thấy bác Amber này, bác Amber là hay bị ẩn comment này. Đen trắng K9 bán 199 luôn đi. Trời ơi, em bán K9 199 là em đóng cửa quán luôn ạ.
cảm ơn bác Trang Linh ạ. À. Xin chào bác Mai chị. Nào K9 mọi người ơi. Mọi người đây là K9 nhá, và giá của nó tại livestream sẽ là 320 nha mọi người, sale từ 380 còn 320 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K9 kèm số điện thoại nha. Mẫu siêu hot nhà em. Em nghĩ là mai sẽ không còn mẫu này nữa, nên là hôm nay các bác cố gắng mua nhanh nhá. K9 ạ, muốn mét 760 kg có vừa K9 ạ. K9 đủ size SML, cân nặng tối đa vừa cho Linh là 65 kg nha mọi người ơi. Ai lấy K9 comment Linh là K9 kèm số điện thoại. Mọi người lưu ý giúp Linh là mã sản phẩm và số điện thoại ở trên cùng một dòng nha mọi người. Rất là xinh luôn. Và đây là khi mà Linh mặc suông nhá, có túi nên mọi người thắt tay vào túi. Đó, hoặc là rút tay ra. Xong rồi thắt đây ra. Đây Linh sẽ hướng dẫn mọi người một chút về cách thắt đây ra nhá, bởi vì nhiều người bảo là thắt đây ra hay bị tối. Bác theo em không phải là đun dừa, em chỉ thích đun dừa thôi. Đây nha mọi người ơi, đây nhá, mọi người hãy để vắt chéo nhau như này này, xong các bác để nhớ là để cái bên này ở trên nhá. Bên này là bên gì nhỉ? Bên này là bên trái đúng không bác? Bên này là bên trái đó mọi người ơi. Đây nhá, thực ra là nó ngược camera đấy, mọi người đừng bảo là Linh không biết phân biệt không phương hướng ạ. Đây nha mọi người ơi, mọi người hãy đặt cái bên trái lên nhá, xong rồi nó sẽ tạo ra cái form như này này. Xong rồi các bác vắt vào trong nhá, vắt vào trong thít lại. Như vậy thì cái bản đai da của chúng ta khi mà ấy xong rồi thì nó vẫn không hề bị nhăn. Hôm nay thắt chặt quá, không hề bị nhăn nha mọi người. Và làm sao nữa ạ? Và khi mà thắt một vòng thì nó vẫn không hề bị tụt. Ai lấy K9 comment là K9 nha mọi người. Ai lấy K9 kèm đai da comment là K9 cộng đai da kèm số điện thoại nha. Mọi người ơi comment thật là nhanh nhá, bởi vì không có nhiều hàng đâu ạ. À đấy, trong cái thời gian mọi người đang mở chốt đơn, không ai nói chuyện với Linh, chị Linh sẽ bia cái bác Lu Thu một tí. Đó chính là mọi người ơi, quần áo đẹp thì gặp bác Thu, còn nếu mà ai muốn da đẹp thì gặp Linh nhá. Cả da face, cả da body, hãy gặp Linh. Hãy gặp Linh, my name is Linh. Ở Facebook Trương Thùy Linh nha mọi người. Ui, sướng quá. Ôi nhìn đơn của tôi kìa. Bác Kim Thanh ơi, cú pháp phải có số điện thoại mới chốt đơn được mọi người nhá, lưu ý giúp cú pháp nhá. Cái sơ mi trắng đấy là đi kèm cái set ở ngoài của cái áo đen ở ngoài là 299 nhá bác. Mọi người ơi, mọi người comment nhanh nhá, bởi vì Linh là sợ đã nợ hàng rồi ạ. K9 là sale từ 380 còn 320 mọi người. Em nghĩ là có rất là nhiều người đây đang không biết giá K9 mà vẫn chốt bình thường này. Trời ơi, các bác thật là tỉnh bơ quá đi à. tại vì em mới thông báo giá có một lần thôi mà các bác chốt lâu quá. Đai 150.000 nha mọi người ơi. Đai 150.000 nhá. Và ai lấy đai da thì comment nó lên đai da kèm số điện thoại. Ai có đơn hàng rồi thì comment nó lên là đai da rồi đơn cộng số điện thoại nha mọi người. Chốt cho 10 bác nữa rồi nhá. Chốt cho 10 bác nữa rồi ạ, bỏ đai da. Không không, đai da của Linh không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào cả. Nhét vào túi ạ. Đai cổ à. Bây giờ thì Linh sẽ chứng minh cái độ sâu của túi bằng cách nhét cái đai da vào túi. Bởi vì sao ạ? Bình thường những cái sản phẩm của túi thì mọi người hay sợ thất đồ ấy. Nhưng mà thực sự là của nhà xe chắc thì thiết kế rất là sâu và to. À và sâu thôi, không to lắm. Không biết là có nhét vừa không, nhét thử. Đấy, thấy không? Thấy không ạ? Nhét vừa luôn. Nên là khi mà mọi người để phone, để tiền, để son ý, thì không hề sợ bị rơi đâu mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K9 kèm số điện thoại nhá. 10 người cuối cùng nha mọi người ơi. Shop hiện tại đang ở 2 cơ sở nhá. Shop hiện tại đang ở 2 cơ sở. Một là ở số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư, và hai là ở số 39 ngõ 10 Tương Thất Tùng nha mọi người. Rất là xinh luôn. Cái váy đang mặc giá bao nhiêu ạ? Cái váy đang mặc giá là 320 ạ. Sale từ 380 còn 320 nha mọi người ơi. Cái này đẹp không Quỳnh? Nếu như mà Linh là Quỳnh thì Linh sẽ bảo là đẹp, mua hộ một cái luôn nhé. Em tưởng này bác định chốt 100 đơn. Sao bác lên toàn siêu phẩm vậy? 100 đơn cho một sản phẩm. À, ok.
Không có màu khác mọi người ơi, chỉ có màu đen thôi. Black. Em thử cái kẻ, kẻ một tí nữa, kẻ một tí thôi bác. Kẻ một tí thôi. Thôi dừng chốt đi em. Em dừng chốt K9 em, qua K10 đi em, sẽ ra K10 em dơ đi, xong rồi em ấy. Mọi người ơi, mọi người mỗi comment chỉ cần comment một lần thôi ạ. Bởi vì hệ thống sẽ tự ghi lại comment đặt hàng của các bác, không cần phải đợi Linh đọc chốt đâu ạ. Mọi người mẫu xanh thì Linh sẽ lên mã này nhá. Sẽ lên mã này này. Mọi người ơi, Linh dừng chốt K9 nhá, mặc dù là Linh không muốn đâu ạ. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm K10 nhá. K10 ngày hôm nay em sale từ 450. 450 K10 sale còn 299 nha. À đấy, em xin lỗi em nói nghịu. 299k cho em K10 với điều kiện mọi người giữ nguyên lực tương tác cho em. Gần 700 tình yêu của em ơi, các bác đã chia sẻ cho em chưa ạ? Hương Lam ơi, chắc là lên khoảng 1-2 mẫu thôi, em chuẩn bị ngừng rồi mọi người ơi. Bây giờ K10 sale còn 299k mọi người nhá. 299k. Em này nguyên giá là 450.000. Em này thì siêu xinh rồi mọi người ơi. Lần nào cũng có bác nhắn tin là tối nay lên nhé, nên buộc các em phải lên ạ. K10 ạ. Cảm ơn bác Lê Mai ạ. K9 em đang tạm chốt, dừng chốt rồi mọi người ạ. Đóng như trận bây giờ. Đừng có dìm khác thế. Hôm nào bác xin bước lên. Em thấy hôm nào bác cũng vậy. Hôm nào bác không xấu nữa. Cầu cũng có bốn này. Mọi người ơi, Linh sẽ lên mã K10 nha. Linh sẽ lên mã K10 nha. Mã K10 của Linh thì đây. Đây. 299k. Đây. Và nó sẽ có giá là 299k nhá. Sale từ 450k còn 299k duy nhất tại cái livestream này nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nhá. Và Linh chỉ sale cho 30 người đầu tiên thôi nên là mọi người comment nhanh nha. Đây là K10 nha mọi người ơi. Linh sẽ show cái kiểu mặc cho mọi người nhá. Ôi trời ơi, dừng chốt K9 đi các bác. Mọi người ơi, váy cái đai da của nhà Linh thì không đi kèm với bất kỳ váy áo nào nha mọi người. Nên là mọi người không phải hỏi đâu ạ. Đây nha mọi người ơi, rất là xinh luôn. Đây là kiểu mặc thứ hai của cái váy này. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, mọi người chốt hàng đi. Váy lệch vai hôm qua không vậy? Váy lệch vai hôm qua là mã váy nào ạ? Váy lệch vai hôm qua. À, hôm qua Linh lên nhiều váy. À, lệch vai chân kính đúng không ạ? Lệch vai chân kính hết hàng rồi ạ. Ờ, ok bác. Ờ, nhưng mà mọi người lưu ý giúp Linh là khi mà các bác qua shop để lấy hàng thì mọi người vui lòng không thử nhé, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua online ạ. 65kg vừa không? 65kg có vừa ạ. Đây nha mọi người. 36, còn nhiều kiểu đi em. Đây nhá. Mọi người có thể kéo lên vai này. Đây rất là sexy quyến rũ. Và bây giờ mọi người sẽ thắt thêm đáy rồi ạ. Rồi tiếp theo đấy là cái nói theo Việt kiểu thu vui. Đáy rồi ạ. Ok mọi người ơi. Em chào bác Thu Hà. Đây nè mọi người ơi. Bởi vì thực ra là Linh ở đây có rất là nhiều comment ấy. Đôi khi là Linh không thể tích ghê được hết tất cả các bác. Nhưng mà các bác vui lòng thông cảm cho Linh và hãy luôn yêu Linh nhá. Đây nè mọi người ơi. Đây là K10 sau khi mà kết hợp đai da. Mọi người sale từ 450 xuống còn 299k nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Sale rất là rẻ luôn. Và mọi người ơi, mọi người hãy cố gắng tối nào cũng dành một chút ít thời gian ra để săn hàng ở trên livestream nhá. Bởi vì hệ thống livestream là nhà Linh bán hoàn toàn với giá tương tác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây mọi người có thể tương tác lại với em một cái cách chia sẻ để đẩy mạnh hình ảnh của nhà Shishat ấy. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là theo dõi livestream của Linh vào khung giờ 9:30 đến 12 giờ hàng ngày nhá mọi người.
sẽ lên toàn siêu phẩm với giá yêu cho mọi người thôi. Những cái siêu phẩm mà mọi người không bao giờ thấy là nó được bán với cái giá đấy nha mọi người ơi. Mọi người ơi, em cảm ơn bác San San nha. Đấy, chị mua một lần rồi mua hoài luôn. Ở đây có đã ai là cũng trường hợp của bác San San chưa? Tức là bén duyên với nhà sĩ Chat bằng một cái sản phẩm đầu tiên, một cái áo hay một cái váy đầu tiên, và sau đó là chỉ mặc đồ của nhà sĩ Chat thôi, bị nghiện đồ của nhà sĩ Chat luôn. Và từ đấy thì Linh cũng được hưởng ké một chút yêu thương vì là người đưa đến những cái mẫu sản phẩm cho các bác đấy. Đưa sản phẩm của nhà sĩ Chat đến với các bác đấy. Mọi người ơi, mẫu này là 65 kg, cao trên 1m60 sẽ vừa đấy mọi người. Còn bình thường là sẽ khoảng 63 kg là vừa. Lên lại dài như ngày kia lại dài. Không mọi người, đây là K10 nhá. K10. Dạ dài đấy. Cầm lên. Lên luôn. Có ai muốn lên dạ dài không? Mọi người, mọi người có muốn mua áo giả 299 k không ạ? Không thì là bàn với giá bao nhiêu ạ? Giơ lên mọi người có thích không? Có nhiều người như em đấy nhầm size mất rồi. Chữa một size. Ký vừa thoải mái bác ơi, 47 ký là người như Linh luôn nè. Mọi người có thích cái áo giả này không, để Linh lên mã với cả giá cho các bác mua. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã phản hồi lại giúp Linh nha. Trời ơi, em mua một cái thử xong bị nghiện luôn, chấp đổi nợ rồi hu hu. Bị nghiện thật luôn ạ. À. Cảm ơn tất cả các bác nhá. Trời ơi, đáng yêu quá trời luôn. Đây nha mọi người, ai thích áo này thì comment cho Linh biết để Linh lên mã với cả giá cho mọi người mua nhá. Mọi người ơi, giá áo dạ dài ngày hôm nay em bán với mức giá tương tác cho các tình yêu, giữ lượt view của em lên tới 700 mọi người nào. Hãy đoàn kết mua hàng được không ạ? Em cần 700 lượt view mọi người ơi. Hãy chia sẻ 600 tình yêu, mỗi người một lượt chia sẻ em sẽ bán áo này với giá là bao nhiêu đây mọi người. Em áo này ở ngoài thị trường mọi người ơi, chất liệu 2 dạ 2 lớp dạ Hàn Quốc cao cấp mọi người ơi. Chất cực kỳ mướt luôn. Đây mọi người hãy nhìn lót bên trong mọi người ơi. Đường may vô cùng sắc nét và tinh xảo luôn. Em áo này em bán với giá là bao nhiêu? Mã của em áo dạ ngày hôm nay sẽ là K11 mọi người nhá. Mọi người ơi, đây là K11 nha mọi người. Và giá là bao nhiêu thì Linh cũng không biết nữa. Phụ thuộc vào lượt tương tác của mọi người nhá. Phụ thuộc vào lượt tương tác của mọi người nha. Bây giờ là 662 lượt view nhá, 676 rồi. Và trên 700 view thì sẽ đưa ra một cái giá yêu thương cho các bác nha. Huyền Trang ơi, comment cho mình đúng cú pháp là K10 cộng đai da kèm số điện thoại mọi người nhá. Hãy comment đúng cú pháp thì mọi người mới được chốt đơn hàng ạ. À. Bác ấy đang hỏi là bao nhiêu mà? Không, đâu bác hỏi bao nhiêu đâu. Bác hỏi đây. K10 đai da ở nhầm. Bác ơi, K10 là 299 và đai da là 150 ạ. Cái này thì 70 ký vẫn vừa nha mọi người. Mọi người ơi, em cần lượt tương tác của mọi người. Mọi người ơi, em cần lượt tương tác của mọi người để bán em này với giá tương tác mọi người ơi. Một em áo dài 2 lớp giá thị trường tầm 1.8 triệu mọi người nhá. Nếu như mọi người vào những thương hiệu lớn thì nó tầm 1.8 triệu, 2.2 triệu, 2.5 triệu cho đến 3 triệu. Nhưng em này ngày hôm nay trên livestream em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây mọi người ơi? Phụ thuộc hoàn toàn vào lượt tương tác của mọi người. Chất đưa sản phẩm và khách hàng sẽ là người quyết định giá mọi người nhá. Khách hàng sẽ là người quyết định giá. Mẫu bên em hợp với xì tin và phong cách trẻ thôi. Vậy ạ. Thực ra là Linh cũng thấy rất là nhiều người đứng tuổi mặc sản phẩm bên C-Chat mà. Có bác nào đứng tuổi một chút rồi mà vẫn mặc sản phẩm bên C-Chat không ạ? Bởi vì thực ra là Linh cũng thấy là cái tầng lớp khách mà lớn tuổi ở bên nhà C-Chat rất là nhiều. Và hầu như đấy là cái tầng lớp mà nhà C-Chat bán được cho mọi người. Là cái tầng lớp khách khá là đứng tuổi rồi. Áo giả free size mọi người ơi, áo giả free size bây giờ là 679 nhá. Mọi người hơn 700 view thì sẽ lên giá siêu yêu luôn. 683 rồi mọi người ơi, cố lên nào. 17 người xem, 693 rồi nhá, 7 người nữa thôi mọi người. Ok, 701, bác Thu ơi ra giá luôn. 701 đúng không ạ? Các tình yêu ơi, em này ngày hôm nay em bán ở trên kênh livestream này với mức giá là bao nhiêu đây? Mức giá em thề với mọi người là em nói giá xong là mọi người đã có sẵn cú pháp chưa ạ? Mọi người đã chuẩn bị sẵn cú pháp chưa ạ? Đúng rồi mọi người ơi, 15 tuổi, 25 tuổi, 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi đều mặc được đồ nhà sĩ Chat các tình yêu nhá.
65 tuổi, 75 tuổi thì mặc vào auto trẻ luôn đúng không ạ? Ngày hôm nay em K11 này em sẽ bán với giá là 599k, ok không ạ? Một em áo dạ dài 599k, không bằng tiền công may luôn mọi người ơi. 599k mọi người nhá. 599k nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn. Mọi người sờ vào cái áo này thì chắc là mọi người sẽ sốc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không hiểu sao rồi chị chắc có thể bán với cái giá này được. Chị chắc bán với cái giá này chỉ có lỗ hay làm gì có lãi. Vâng ạ, thực ra là không lỗ nhưng mà bằng với cả giá mua vải về và thuê người may, thuê xưởng may mọi người ạ. Cú pháp mọi người ơi, hiện tại chị chắc chốt đơn bằng hệ thống nên mọi người hãy comment đúng cú pháp giúp em là K11 kèm số điện thoại mọi người nhá. Mình không chốt là mình lấy em này em kia đâu ạ. K11 kèm số điện thoại cho em nhá. 599k, 599k mã K11 nha mọi người. Mã áo giả mà Linh đang mặc đây ạ. Mọi người ai mà ưng mã này rồi comment cho Linh là K11 kèm số điện thoại. Mọi người ơi đừng comment là áo giả nhá, comment cho Linh là K11 kèm số điện thoại nha. K11 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. K11 ạ, K11. Váy ở trong là 299 nha mọi người ơi. 45 kiểu 1m54 vừa thoải mái cho Linh nhá. K10 còn mọi người, K10 là 299 ạ. Mọi người ơi, mã áo này của Linh thì trên 40 ký và dưới 65 ký đều vừa nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn. Ấm áp. Thực ra là mặc như này nhìn hơi to một chút bởi vì sao? Bởi vì vẫn đang là hơi nóng nên mọi người vẫn chưa quen với những cái kiểu đồ như này, nhưng mà chúng ta là mùa đông mặc vào rất là ấm áp luôn. Linh gửi cho 20 người đầu tiên thôi nhá, nên là ai ưng mã này thì comment cho Linh. Comment cho Linh là K11 kèm số điện thoại nhá. Áo khoác K11 đấy ạ, giá 159k, bác không ghim ạ? Bao nhiêu rồi bác? Em không ghim nhá, 599. K11 nhá mọi người, K11 nhá, mã K11 sale còn 599k. Mọi người lưu ý giúp Linh nhá, Linh đảm bảo với mọi người luôn là mọi người đi vào bất kỳ một shop nào bán một cái áo dạ này thì giá của nó rẻ nhất cũng phải là 1,5 triệu, còn nếu không thì sẽ là 1,7-1,8 triệu. Nhưng mà riêng nhà xích chắc bán với giá là 599k. Mọi người ơi, mọi người hãy nhìn một chiếc áo dạ của em đây ạ. Em này khoảng tầm 5 cân. Mọi người ơi, mọi người hãy nhìn bên trong của lớp áo dạ đây ạ. Bên trong của chiếc áo dạ đây mọi người nhá. Em sẽ sâu sát, mọi người hãy nhìn ạ. Những đường may, may vô cùng tinh tế và sắc nét luôn mọi người ơi. Tại sao nó có một chiếc áo dạ như này? Em bán trên livestream này là mức giá tương tác mọi người nhá. Mọi người không thể mua ở đâu một chiếc áo dạ 2 lớp hàng đầu mùa với mức giá tri ân. Đây là mức giá em khẳng định luôn, đây là một mức giá tri ân nhé các tình yêu ơi. Em chỉ chốt cho 10 bác nữa thôi em sẽ qua mẫu giá này mọi người. Em không chốt được với giá này nữa mọi người nhá. 10 tình yêu nữa của em sẽ chốt với giá là 599k được không ạ? Bác cười, bác đáng yêu cực. Con áo dạ lên 5 cân các bác ạ. Mọi người ơi, đây mọi người ơi, bài si chat mọi người nhá, bài si chat đây ạ. Quá xinh luôn mọi người ơi, em này đường may vô cùng tinh tế và sắc nét luôn mọi người nhá. Trời ơi, quá yêu luôn. Mặc đi, mặc lại đi cơ. Chiều. Mặc vào rất là xinh các bác ạ. Cái áo này mà sống ảo thì thôi rồi luôn. Ôi, quá ngầu luôn á. Quá ngầu các bác ạ, best ngầu. Mọi người ơi, mỗi lượt comment của mọi người chỉ comment một lần thôi nha mọi người, để tránh cái trùng hợp các bác bị trùng đơn ý. Mà em lại tưởng là đủ 10 người rồi thì những người ở đằng sau thì sẽ không được mua nữa nha mọi người ơi. Linh sẽ để cho mọi người 30 giây cuối cùng nhá. 30 giây cuối cùng để mọi người mua mẫu này nhá. Em mua đồ chi chát nhiều lắm, chị mặc đồ chi chát ai cũng khen hết em ý nghĩa chi chát luôn đó chị. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Mẫu cao 1m60 mọi người ạ. Mọi người ơi, Linh sinh năm 2K3 mọi người ạ. Năm em mới có 15 tuổi thôi. Em cảm ơn mọi người nhé. Tây mỗ hả mọi người? Mọi người ơi, mọi người 30 giây cuối cùng cho mọi người chốt mã K11 nhá. Qua 30 giây cuối cùng là Linh sẽ qua mã luôn. Ôi giời ơi, hôm nay Linh toàn mã hot và giá siêu yêu cho các bác. Em ơi, wow, 2K3 không xin được. Sale siêu phẩm. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ sale một siêu phẩm ở những cái phút bù giờ cuối cùng của livestream mọi người nhá. Em sẽ lên một siêu phẩm chai tri ân cho 700 tình yêu vẫn theo dõi cái livestream này từ đầu đến cuối đúng không ạ? Em bảo em 2K3 các bạn không tin được luôn. Mọi người ơi, em bóc lột trẻ em sớm quá đúng không ạ? Mọi người ơi, bây giờ em lên một siêu phẩm cho các tình yêu nào ở Sài Gòn nào. Các tình yêu Sài Gòn của em đâu, hãy giơ tay cho em luôn.
siêu phẩm này có giá là bao nhiêu mọi người ơi? 10 bao thôi nhá. Siêu phẩm này chỉ cho 10 chị thôi ạ. Em chỉ cho 10 chị mọi người nhá. Chỉ chốt cho 10 chị. Ôi lại lên view. Mọi người ơi, giá thì xinh xinh, xinh không để xinh hơn mọi người nhá. Phạt cô Thu, cô Thu ơi. Bây giờ em không, em bình thường em gọi là bác, xin cháu. Mọi người ơi, bây giờ em lên một siêu phẩm. Siêu phẩm này em không cần quan tâm giá của cửa hàng là 380, 390 hoặc gần 400 cơ. Nhưng ngày hôm nay siêu phẩm mang tên K12, em sale còn 220.000 nhá. 220.000 liên quan mẫu đi đi. Chốt khoảng 10 bác thôi nhá. Bao nhiêu ạ? 220 á. Cả cuộc đời này chỉ kiếm tiền trả lương cho Linh. Em xin bác. K12 em chốt 220.000 mọi người nhá. Có 3 bác rồi ạ. Em chỉ chốt mọi người ơi, K12 mọi người dưới 60kg giúp em nhá. K12 dưới 60kg bác tên Phạm Thị ơi, em sợ là bác mà không vừa đúng không ạ? Cái váy đen là K10. K10 nhá chị ơi. Váy đen là K10 ạ. Mọi người ơi, em sẽ lên một xíu giày nhá, em sẽ lên một xíu giày nhá. Đó mọi người ơi, các thính giả thấy chưa? Thu dạo này ngẫu hứng quá, toàn đưa giá độc lỗ rồi. Em sẽ sale mọi người ơi, mọi người cứ ở lại livestream với em đi. Em bán hàng theo cảm hứng. Rất là nhiều luôn mọi người ạ. À. Ok mọi người ơi, xíu xíu sẽ lên giày nhá. Linh kia mặc ra cảm giác như thế nào? 220. Ô mọi người ơi, Linh chưa có mặc ra mà. Mọi người, Linh chưa có lên mã mà. Mọi người từ từ nhá Linh, nhưng mà Linh chưa có lên mã mà. Các mẹ chị lên rồi. Sao không nghĩ đến cảm giác của em, mẹ em ra đến đây đứng thì đã hết hàng rồi. Linh ơi, đây siêu phẩm của nào. K12 đây mọi người ơi, K12 đây nhá. Bắt chốt cho bao nhiêu người đây ạ? Hết rồi. Mọi người ơi, một siêu phẩm cuối cùng 199k, còn khoảng 10 bác thôi nhá. Thôi cái này thì Linh sẽ không giơ trước mọi người ạ. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ lên một siêu phẩm 199 mọi người nhá. 380 em chốt 199, đó là một bộ răm xui mọi người ơi. Chỉ chốt cho 10 bác thôi mọi người nhá. K13. K cho các tình yêu nào ở miền còn nóng mọi người nhá. K10 em còn chị ơi, K10 em thì em vẫn còn nhá. K12 mọi người ơi, mọi người bị chốt quá đà rồi. K12 mọi người chốt quá đà rồi. Mọi người ơi, K13 199k mọi người nhá. Ôi bác chốt luôn. Các bác có thể đợi Linh được không ạ? Để Linh kiểu có cơ hội đứng đây kiểu giao lưu với các bác một tí ạ. Không, các bác cứ như thế là anh sẽ không đứng ở đây được đâu. Đây là zoom trần chỉ nha mọi người ơi. Cái váy thực ra cái zoom này thì bây giờ nó hiện tại là phù hợp với các bác ở miền Trung hoặc là miền Nam nè mọi người. Bởi vì thực ra là Hà Nội thì bắt đầu qua mùa hè rồi, bắt đầu đang là mùa thu đông rồi. Em nghĩ là nên là 10 sản phẩm này thì các bác nhường cho các bác ở miền Trung đi nha. K10 giá 299 mọi người ơi. K10 vẫn còn nên là mọi người vẫn có thể chốt ạ. Rất là xinh luôn khi mà kết hợp với đai da này, siêu xinh mọi người ơi. Ai mà lấy K13 này thì em khuyên mọi người là hãy lấy thêm một cái đai da nhé, để kiểu nó là tạo lên cả tính của cái zoom ấy. Rất là đẹp. Wow, hết hàng rồi mọi người ơi. Hết hàng rồi. Cái mẫu khăn canh mặc hết hàng rồi mọi người ạ. Mọi người ơi, mẫu này thì em cũng không còn nhớ số lượng chính xác đâu, nhưng còn khoảng tầm 5 chiếc mình giờ đi. 5 chiếc em sale nhá mọi người ơi. Em giờ thôi mọi người. Cái này em treo còn 299k mọi người nhá. Nó là K14 nhá.
Đây nha mọi người, còn 5 cái nữa Linh sẽ đọc chốt luôn nhá. Đây là cao 14 và nó có 5 cái nữa mọi người, giá là 299 ạ. Giá là 299 ạ. Bắt thu. Trời ơi, phải giá là 299 à? Ừ đúng rồi. Xong rồi, không nói gì, xong rồi em đá một cái vào mông bắt đầu đường quay ngoài. Tôi không thể sống trong môi trường như thế này nữa. Em sẽ bị ảnh hưởng với các bác ạ. Đây nha mọi người. Linh sẽ bắt đầu lọc chốt nhá. 1 này, 2 này, 3, 4. K4 giấu bụng hoàn toàn luôn mọi người. 4 nhá, một người cuối cùng ạ. Nóng như cái lò. Mẫu mặc hết ạ. Mọi người ơi, một người cuối cùng nữa rồi ạ. Hết nha mọi người. Mẫu này sale tiếp này. K15 giờ đi. Ơ ừ. Còn bao nhiêu cái ạ? Mọi người ơi, mọi người thực ra ấy, mọi người kiểu mất công thức muộn đi, nhưng mà cái công sức mà mọi người thức muộn để coi livestream là chat nó được đền đáp quá là xứng đáng luôn đúng không ạ? Có 4 chiếc thôi em ơi, có 4 chiếc. Có 4 cái thôi nha mọi người. 320.000. 4 cái thôi nên là Linh sẽ dơ cho mọi người xem nhá. 320.000 K15 nhá. 320 nha mọi người, K15 nhá. Chỉ có 4 chiếc thôi ạ. Chỉ có 4 cái thôi ạ. Đây. Thế này này. Mọi người ơi, chốt nhanh nhá. K15 kèm số điện thoại Linh nhá, 320 ạ. Linh sẽ bắt đầu đếm chốt nữa, chỉ có 4 bác được chốt hàng thôi. Mọi người khi mà mặc thì cài cái khuy ở đằng sau vào nhá. Đây cài khuy vào như này này. Linh mặc được. Mọi người ơi, mọi người hãy lưu ý là comment cho Linh cả mã sản phẩm và số điện thoại nha mọi người. Đây nhá, đây là đầm Taiwan chân kính nhá. Ok, một bác ạ. Mọi người ơi, hiện tại là có 4 cái thôi. Có 4 dưới 60kg nha mọi người ơi. Có 4 cái thôi nên là Linh sẽ không lên nhá, bởi vì Linh lên bước ra là hết rồi. Đây là K15 nha mọi người, K14 hết nhá. Đây là K15. Ok, 3 bác rồi, 1 bác cuối cùng thôi ạ. Ok, hết hàng nha mọi người, K15 hết hàng nhá. Bác quên rồi, bác định hạ em đúng không? Ơ cái này là em hạ mà. Còn hết rồi nha, hút rồi, hút rồi. Để các bác lấy. Mọi người ơi, hết sản phẩm rồi ấy. Hai lấy áo rồi, lên 150 cái áo này nữa. À, còn một chút vào 150 của mong ha mọi người ạ. Lên nó một chút vào 150 cuối cùng nhá. Mời cả nhà ăn chip chip. Chỉ dơ thôi. K16. Đây là K16 nha mọi người. Đây là K16 và giá sale của nó là 150 nhá. Cũng không còn nhiều nên là Linh sẽ không lên nhá. Linh sẽ lên mã là K16 và giá của nó là 150 nha mọi người ơi. Ai ưng mã này comment cho Linh là 150 kèm số điện thoại nhá. K16 mọi người ơi, 150 Linh mặc lên Linh ơi. K16 nha mọi người, Linh lên thử mẫu này cho mọi người xem nhá. Sau K16 thì mình sẽ ra một số mẫu giày cho mọi người nhá. Giảm giá giày với mọi người trên livestream ngày hôm nay nhá. Giảm giá giày mọi người nhá. Mọi người ơi, G01 ngày hôm nay sale còn 300
399k cho G01 này mọi người ơi. Ai lấy G01 399 comment cho em là G01 kèm số điện thoại nhá. G01 ngày nay em sale còn 399k. Đây là G01 mọi người nhá. Linh sẽ lên mẫu áo 199 kia. 150. À 150 nhầm. Mọi người em áo này là em bán sale sập sàn luôn ạ. 150k mọi người ơi. Chốt nhanh mọi người ơi, chốt nhanh mọi người, K16 nhá. À, 100... rất là nhiều kiểu mặc nên các bác không phải lo về kiểu mặc đâu ạ. 150k mẫu này nha mọi người ơi. Ai ơi, mình chốt cho Linh là K16 kèm số điện thoại nhá. Sale quần thì sẽ có một buổi sale quần mọi người nhá. 150k. Bây giờ mình đến đoạn mình đang vào thay quần áo và bác Thu đang chuẩn bị giới thiệu giày. Bây giờ thì đã đến đoạn mình ra và đây bảo đây là K16. Đấy các bác ổn rồi. Ở nhà cứ dự quay live stream thì nói giọng rõ hay. Xong rồi đến sĩ rất là giọng nhạc như không. Bác ơi, ở nhà là em ngồi sát camera và em nói cái cường độ rất là ầm cùng ấy. Ví dụ nhé, em chào tất cả các bác ạ. Hôm nay là live stream của Linh để giới thiệu về mỹ phẩm đúng không ạ? Không phải thế, nhưng mà thực ra là Linh bán mỹ phẩm thì Linh mới nói kia như thế. Bây giờ Linh bán mỹ phẩm thì Linh nói với giá cái đây là 150k đấy, 150k. Còn đây là Linh bán quần áo và Linh đứng ở cái cự ly rất là xa, Linh còn phải nói to đúng không ạ? Và giọng của Linh nó to là nó sẽ chua. Nên là bác không phải là như thế đâu. Quần là 250 mọi người nhá. Quần sóc là 250.000 ạ. Mọi người ơi, anh quên đây cho em sạc, anh quên này mất sạc thôi. Mọi người ơi, đây là K16 và giá của nó là 150 nhá. Ai lấy cái áo này thì comment. Mọi người ơi, mọi người ơi, sẽ có một chương trình bây giờ là một chương trình vô cùng đặc biệt. Nếu như ai lấy cả set Linh đang mặc gọi là set 16 ngày hôm nay trên live ngày hôm nay, mình sẽ bán với giá là 399k một set Linh đang mặc nhá. 399k. Nếu như mọi người lấy set Linh đang mặc nguyên cây là set 16, comment giúp mình là set 16 mọi người ơi. Mọi người ơi, Facebook cô Linh đọc lại Facebook ạ. Facebook của Linh là Trương Thùy Linh nha. Ô, ai gọi đây? Mọi người ơi, nếu như lấy set 16 thì comment cho mình là set 16 thì giá của nó ra là 399k mọi người nhá. Set 16 giá là 399k mọi người ơi. Còn nếu như lấy áo không thì là 150, nhưng lấy set thì là 399k nhá. Cái gì? Không. Set 16 399k mọi người nhá. Mọi người ơi, em nói nhầm, em chưa có giảm giá, quên mất. 349.000. Khác gì nhau đâu, có cả mấy nữa. 349.000 mọi người nhá. Em xin lỗi mọi người, 349.000 là giá cho set 16 mọi người nhá. Mọi người ơi, 349.000 ạ. Đây nha mọi người ơi, 300. Từ từ nha, em tả lại bác Thu một người dã man luôn. Các bác cái gì nhở? Nếu mà các bác mua set này, các bác sẽ được mua với giá rất là rẻ luôn. Là gì ạ? Là 399k set này. Ôi mà từ từ nữa, 250 cộng với cả 150. Ơ mà hình như là mình chưa mua sale. Có mọc vừa sinh luôn Trang Anh ơi, set 16 349.000. Trời ơi, nó quá rẻ luôn các tình yêu ạ. Đừng nhìn chị như thế. Em cảm ơn tất cả các bác nha. Trời ơi, cảm ơn. Còn em đứng hình luôn. Em đừng cười nữa. Bao giờ em được cười thì bác bảo áo không thôi là áo K16 giá là 150.000 nhá mọi người ơi.
áo như là nếu mà lấy cả set thì mình rẻ thêm 50.000 với quần sóc nữa. Bởi vì nếu lấy cả áo và quần thì set 16 này chỉ có giá là 349.000 thôi ạ. Linh cao 1m60 và nặng 47kg ạ. Không, xem 1.000 mà. Chị ơi em xem 51.000 chị ơi. 349.000 chị nhá. Em xin lỗi. Mọi người ơi, áo của Linh là 60kg vừa nhá. 60kg vừa nha mọi người ơi. Set 16 nếu là comment mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng với Linh nhá. Mọi người nha. Linh sẽ thắt dây ra thử cho mọi người xem nhá. Chả có đời gì thì dây ra. Mọi người lấy set 16 thì mình sẽ lời được 50k đó, 51k đó ạ. Có mọi người ơi, chân váy dài nhà em có nhiều nhưng mà chắc mọi người sẽ phải chờ một buổi live, em sẽ chuyên live quần. Sẽ có một buổi gần đây nhất sẽ live chuyên quần và chân váy mọi người ơi. Bác Mít Lê comment lại giúp em nhé, set 16 cùng số điện thoại. Có đây. Biết rồi nhưng mà comment lại để cho bắt mã. Ừ. Đây là set 16 mọi người nhá, đây là set 16 ạ. K16 thì em hiểu là áo không mọi người nhá. K16 em sẽ hiểu là áo không ạ. Mọi người ơi, set này sẽ là 349. Hứa thật nhiều. À đây. Hứa thật nhiều, thật thứ rồi cũng phải. Bác lấy quần của em chưa? À chưa. Coi quần của bác là bác lấy. Bác thật là vô tâm với cái quần của em quá đi à? Đúng rồi. Cứ quên mãi hoài. Mệt. Bác nói thật đây đùa đấy. Thân. Bác thật rồi. Bác cẩn thận, nó thử tiêu cái quần của em rồi đấy. Mọi người ơi, hôm nay sẽ xem một mẫu giày nhá. 399k G01 Linh, hôm nay chỉ xem một mẫu thôi. Hôm nay chỉ xem một mẫu giày thôi nha mọi người. Đôi giường siêu hot của tụi em không đi đâu. Không nghe lời. Mọi người ơi, đây là xuồng K1 nha mọi người. Vì thực ra là Linh đi vào thì nó sẽ xấu đôi xuồng hơn nên là Linh sẽ không đi. Và giá của nó là 399k tại livestream nha mọi người. Ai thích mẫu này thì comment cho Linh là G01 kèm số điện thoại nhá. Lại ở bên này. Bác Trần Quang ơi, thực ra là em muốn like quần lắm nhưng mà hôm trước em like quần đấy là các bác vào đây comment là nhìn Linh mà quần tỉnh cả ngủ. Lúc đấy là 12 giờ hơn rồi. G01 sale lần đầu tiên sale nha mọi người. Em cũng không hiểu tại sao các bác lại nói thế. Thực ra là Linh mặc quần nó chỉ nhìn hơi buồn cười một tí thôi. Bởi vì chân của em ngắn nhưng mà các bác lại bảo là mặc vào nhìn tỉnh cả ngủ. Sáng tay che mất anh xa rồi, điều gì muốn hết. Đúng rồi, giày full size từ 35 đến 39 ạ. Mọi người em bảo là bác Thu mua cho em một cái ghế giống The Face để em ngồi. Tất cả những gì em nhận lại. Dép sandal. Cái đôi xuồng đấy là G01 đấy ạ. Linh không có giày 5 phân ạ. Linh bỏ đây ra ra nhá. Set này mua một set là 349k nha mọi người ơi. Ai lấy set này thì comment cho Linh là Set 16 cộng số điện thoại ạ. Cực kỳ xinh luôn. À, để em sâu cái cách mặc áo cho các bác nhá. Đây, mọi người có thể bỏ xuông ra được. Hoặc là buộc vào. Đây. Rất là xinh, nói chung là mặc được nhiều kiểu các bác ạ. Em đang định nói gì em quên mất nhưng mà bác Quân bảo em nói thế thì em nói luôn. Có lẽ là từ mai Linh sẽ like khoảng 8:30 nha mọi người. Mọi người có đồng ý 8:30 không ạ? Bác đừng nhìn em như thế. Em biết là giờ đấy bác chưa ăn cơm xong nhưng mà thôi kệ bác. Một trăm đơn.
100 đơn. Em ơi hôm trước nhá, thì các bác bảo em ơi bây giờ hôm trước các bác bảo Linh like sớm đi, cái like sớm đi mong thử quay ra này đấy Linh nhá, các bác bảo like sớm đi đấy, em nay muộn thế là các bác buồn ngủ xong. Bởi vì ra là em biết là khách hàng của nhà chính xác thì cũng rất là nhiều người đi làm nhà nước nên là các bác phải dậy rất là sớm. Em phải sợ là các bác kiểu như là sau một ngày làm việc mệt mỏi về thì các bác buồn ngủ thôi. Bác đừng làm những hành động như thế, cần là em sẽ bốc phốt bác đấy. Mọi người ơi, bác thù. Ôi em không thể làm việc với một người như thế được. Bác ý không, một hôm em quay ra bác ý đang như thế này. Linh ơi, hình như tay bác có mùi mắm. Xong rồi, vừa nãy em nhìn bác ý. Nhưng mà Linh ơi, hôm nay đi giày nhá, mùi kinh lắm. Rồi đơn nè, ok mọi người ơi. Mọi người, cuối live stream rồi nên là Linh sẽ tư vấn một chút về da. Đó chính là các bác nào mà bị mụn này, rồi bị thâm này, rồi bị lỗ chân lông to này, rồi bị nám này thì hãy inbox cho Linh nhá. Điều trị tuyệt đối luôn. Gãy là tao trừ của mày 20 triệu nha. Mọi người. Mọi người ơi, hôm qua với cả hôm nay không có dồn được bởi vì hàng hôm qua là đi mất rồi. Mọi người ơi, nếu mà muốn biết mua liệu trình bao nhiêu mọi người inbox cho Linh với Facebook Trương Thùy Linh nha mọi người. Trương Thùy Linh mở ngoặc Facebook mới. Do ăn ở không tốt nên là bị hack Facebook mọi người ạ. Nói qua thì Linh chỉ biết nói là điều trị tất cả các vấn đề về da thôi. Với cả trắng da nữa, trắng da và cấp ẩm cho da body nữa mọi người ạ. Còn đây là livestream bán quần áo của nhà Si Chat mà. Mọi người inbox cho Linh nha. Facebook Trương Thùy Linh. Trương Thuê Lệnh. Đấy. Nghe gọi chốt á Linh. Trương nghe gọi. Ô, chết bác Du nhá. Em nghĩ là bác Du hết hàng cho chế mất rồi. Tối nay nhân viên mới chốt cho chị Linh ơi. Nhưng mà ok, nếu mà những cái bác nào mà đơn chưa đi thì xin chắc sẽ dồn cho mọi người. Còn những mà nếu mà đơn đi rồi thì là sẽ không dồn được nha. Linh tí kết bạn chị nhé. Ok mọi người ơi, mọi người chỉ cần gửi kết bạn thôi và Linh sẽ xác nhận tất cả, xác nhận cả thế giới luôn. Ô nhưng mà nhá, hết sản phẩm rồi sao các bác không đi ngủ? Có ai muốn lên siêu phẩm nữa không ạ? À, ok, từ từ nhá. Không, bỏ qua cái điều Linh vừa nói đi nhá. Cửa hàng mình ở số 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng nha mọi người. Và cơ sở thứ hai là ở số 36 ngõ 4 phố Hoa Lư nha. Nếu mà các bác thích mua hàng ý ạ, thì các bác hãy qua địa chỉ mà Linh vừa nói. Sale giày chiến binh à? Em sẽ nói rõ to rõ ràng với các bác. Hôm nay sale giày chiến binh nha mọi người. Sale xuống giá là 199k nha mọi người. Nhưng mà hôm nào Linh cũng nói về cái Facebook của Linh ấy. Tại sao hôm nào mọi người cũng vẫn hỏi là Facebook của Linh là gì ạ? Đây là Facebook của Linh nha mọi người ơi. Đấy, có một cô gái rất là xinh để làm avatar. Mà dù là không được xinh như trong ảnh. Đây nha mọi người ơi, đôi giày chiến binh này nhá, sẽ được sale từ 480 xuống còn 399k tại livestream G03 G03 nè mọi người. Set của Linh đang mặc là set 16 và giá là 349k cả set nữa, quần áo và quần nè mọi người ơi.
đây nhá. Còn đây là G Chiến Binh này. G Chiến Binh là G03 nhá. 480 sale còn 399k nha mọi người. Ai lấy đôi Chiến Binh này thì comment cho link là G03 cộng số điện thoại nhá. Mọi người ơi, không ai chốt à? Thật à? Thật sự luôn á. À đây có một bao trâu rồi. May quá không ế. Mẫu này em có rồi, lai mẫu khác đi Linh. Nhưng mà mọi người ơi, hôm nay chỉ sale 2 mẫu giày thôi. Set K10 còn bác ạ. Nếu mà lấy K10 thì comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nhá. Để chị áo K16 rồi để nhé. Chị đi ngủ đây. Ok em chúc bác ngủ ngon và mơ về em nha. Ok G03. Mọi người ơi chốt nữa đi ạ. Chốt nữa đi các bác. Chốt đi ạ. Giày Chiến Binh đây có mẫu này ạ. Mẫu này và mẫu này nhưng mà mẫu kia không sale. Đây nha các bác, độn 7 phân này. Mỗi ngày sale một mẫu nữa. Mỗi ngày sale một mẫu đi các bác, như thế thì. Đôi bác Thu, đôi cô Thu vừa cầm là G01 ạ. Từ bây giờ sẽ gọi bác bằng cô. Cho mọi người biết là bác không còn trẻ nữa. Và mọi người ơi, có lẽ là Linh phải chúc mọi người ngủ ngon ở đây thôi. Có lẽ là Linh phải chúc mọi người ngủ ngon ở đây thôi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nhá. Bên gia đình và người thân và cũng như là người thương. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm biệt các bác đi ạ. Hãy comment đủ. Mọi người ơi, nếu mà mọi người chia sẻ đủ 3 lần sau mỗi lần comment đặt mua hàng ấy thì comment của các bác sẽ được hệ thống tự động chốt nhá mọi người. Còn bây giờ thì chúc các bác ngủ ngon nha mọi người. Hãy theo dõi livestream của Linh vào khung giờ 9:30 hàng ngày nhá.